Uầy, mày à, mày giọng đệ bé vãi cứt. Giọng của sư huynh thì cũng thế, không khác gì đệ. Mấy con đầy, cho tôi hỏi chỗ bán lỗ đâu. Đây em vừa mới đầu tư 200.000 vào đấy rồi. Có đệ đầu tư một phát tiền thành đấy rồi. Tướng Trung xin hãy dừng bước. Cảm ơn Tướng Trung nhá. Đâu rồi? Các đệ đâu hết rồi? Ai chết rồi? Chim đi. Các đệ ơi, mình đi giờ. Mình đi họp bây giờ, góp tiền đi giờ. Đi. Bây giờ mình gặp nhau ở ngân hàng nhá. Từ chi bội cầm tiền à? Bây giờ đi ra ngân hàng cầm nhiều tiền như này ra đấy để cho nó cướp à? Bây giờ ai đi thì đi thôi. Xong rồi lấy tiền về đây. Ừ, nghe đồn là hết cướp rồi, đi đông không sợ đâu. Nghe em cầm cùng với anh em ra băm luôn. Rồi có đông người lắm không sợ đâu. À, từ từ đã, bây giờ phải tính lại xem là anh em có bao nhiêu tiền rồi này. Bột đệ đâu ấy nhở? Ngao đệ có bao tiền rồi? 150 mình ơi. Phải anh thân phục mình. 150 à? Ta có 50 nữa là 200 này. À, Quang đệ có bao tiền rồi? Đệ có 150. Thế là 350 à? Thiếu khoảng 100 thôi là được đấy. Không đủ đâu anh ơi. Huynh phải thêm vào đi chứ. Ta có 100. Ta có 60. Có 100. À đấy. 100 huynh ơi. Đấy thế là đủ. Ủa. Huynh để bột không đi lừa nữa à? Vừa đi rút tiền mà. À đi rút tiền à? Thế từ từ ta đi rút tiền cái. Yeah. Đi anh em đi rút tiền chung đi. Khỏe mà. Ui giấy, cướp con đi bộ kìa. Đi như cướp ấy nhở? Đằng sau có cướp. Rồi đông như này sợ gì? Cướp đâu? Giải cứu anh em đi. Nó sai gót kìa. Ai rút tiền rút luôn nha. Ai rút tiền rút luôn một lần nè. À, tính lại nè. Ta 65.000. Em 100.000. Đệ 150. 150. 150 là 300. Đúng 300. Bây giờ huynh cần đúng 100 nữa là được. 400 là 465.000 rồi. Thiếu đó thì bây giờ huynh phải kiếm thêm 40 nữa. Thiếu 40. Mình tuyển quân. Thôi bây giờ mình tuyển thêm một thằng nữa nào. Được. Có đâu đấy khoảng 50. Sau đấy là mình mua thành xong mình tuyển quân nó bắt đầu anh em vào cày phát. Trong ngày đêm nay là áp thành lên cấp 3 phát là xong. Đây. Đúng rồi. Đây có tuyển quân này bắt đầu mình mới bảo người ta đóng góp là được. Mày đóng góp được. Các huynh cho tôi vào thành với. Bao tiền. Mày có bao tiền? Tôi có 7.214 đồng. Good. Rồi. Good. Nhà ngươi không có tài nghệ gì. Nhót. Còn nghèo. Không xứng đáng. Nhót. Không, tôi có nhiều tài lắm, nhưng mà giờ tôi chưa biểu diễn được thôi. Nhót. Tôi cần tiền, không cần tài. Đúng. Ôi. Mày trông mặt tài xỉu lắm. Đúng, anh đoán đúng rồi đấy. À, thì thôi nhót đi. Dạ, thế là nhót thật à? Nhót thật chứ sao?
Anh nghĩ lại đi. Không nghĩ lại, 7.000 thì nghĩ đéo gì, không có gì để nghĩ cả. 7.000 tí nữa quay lại, khi là bọn anh tuyển quân thì quay lại sau nhá. Mẹ cái thằng dở hơi kia đi thẳng đéo đi, đi vòng qua đây kêu chắn đường của tao qua. Này, trong mặt nó là cũng ham muốn để vào thành anh em mình lắm đấy. Nhưng mà ừ, anh em phải giữ vững quan điểm phải không? Không được anh ạ. Đúng chiều để tuyển quân được mấy người hơn 100.000. Ui thế à? Thế vấn đề là bây giờ đệ làm sao đi đi tìm được mấy thằng đấy về đây? Đúng. Ê, từ từ, bây giờ đi vào hỏi trại lính xem là người ta cho mua thành không? Chưa đã, hình như chưa thấy ai mua được thành đâu sao ấy. Đấy, bây giờ đi vào bắt đầu đây, giờ bắt đầu đây, tầm 1 giờ, 3 phút nữa. Đi thôi, đi thôi. 1 giờ được mua thành à? Thế bảo thế, thế bảo thế. Ê, đây, các đệ gom tiền về đây đi. Ờ, còn thiếu 40 ta mặc cả được. Đi. Được, 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 được. Hôm qua em cũng thử mặc cả với sư huynh ạ. Họ hạ cho hẳn 1 đồng. Đây sao đây? Ờ, sao đây? Tôi vừa câu cá kia nghe mấy người đang chuyển quân đúng không? À ừ đúng rồi, tuyệt vời quá. Đúng rồi. Tôi có 7 sinh. Ôi giời, tuyệt vời quá. Ờ, huynh đài là chuyên câu cá để mình kiếm được tiền đấy à? À tôi chuyên farm. Ôi giời, tuyệt vời quá. Huynh đài sẽ là đội trưởng của đội farm, cầm đầu đâu đấy khoảng 70 người. Chỉ chuyên phân công cho người ta đi farm thôi. Huynh đài thấy sao? Vai. Huynh đài xuống ngựa đi, xong rồi đưa hết tiền đây để bọn tôi đi mua thành, xong rồi tí nữa anh em mình cùng nhau xây dựng một giang sơn vùng ngoại nhỉ. Tôi đi rút tiền đã. À ừ thôi đây nhá, xong quay lại đây nhá, để bọn tôi đợi đây. Nhanh nhá. Chả mất mẹ đâu một con ngựa rồi. Con ngựa vừa lấy hình như là của cái ông mà sư huynh vừa lấy trộm chợ đấy, người ta có ra người ta lấy lại con ngựa rồi. Ơ kìa. Ngựa ta mua sao lấy trộm? Em nó có bằng giấy phép lái xe kiểu đấy, em nhá, màu xám nhá, đít đúng đóng dấu rồi này. Tại các huynh đài, tôi muốn góp tiền xây thành được không? À thế được luôn, thì có bao tiền đấy nhở? Rubin hút à? À ông này quen này, ông này như là hôm qua mình vừa gặp. Ừ. Quen. À tôi vừa mới mua xe của ông sáng nay. À đúng rồi, tôi nhớ rồi, đúng rồi. Để tôi. Này, hình như bên kia cũng đang định mua thành hay sao, trông đông lắm. Đúng. Không sao, tí mình gom đông hơn. Tí mình gom đông hơn nhiều, yên tâm. Yên tâm, em ơi, bắt đầu ai phải từ đâu đó. Em trông nhộn nhạo kia về lúc mà bắt đầu mua được thành vào, bắt đầu nhộn nhạo không biết phân công phân cấp gì nào. Chưa lệnh chúa. À được rồi, đợi tí nhá để anh em gom tiền xong đã. Nào, các đệ ném tiền đây cho ta nào. Rồi Kinh Lao Sư Vương ổn định đội hình đi. Đâu nhở? Ngao đệ đâu rồi nhở? Ngao đệ ơi! Ngao đệ đang gom tiền của mấy huynh đệ. Huynh đợi em tí. Này sao trong thành chúng ta lèo tèo vậy chứ muội? Trong thành người ta làm gì có phụ nữ 170.000 thôi nha. Có đó. Bên kia phụ nữ người ta còn đang xếp 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 xếp. Bây giờ thiếu bao nhiêu nhỉ để... À thiếu đúng cái số tiền mà đệ đang có trong túi rồi đấy. Đệ cứ ném hết ra đi, giữ tiền lại làm gì. Đệ luôn mà, đệ cứ ném hết ra đi. Đệ còn gì nữa, vào sau thì là sư đệ tiếc hay sao ấy, như là không muốn kiểu đồng cam cộng khổ. Ok đệ nhá. Thế là bây giờ đến giờ mua thành ấy nhỉ, mình vào mua thành được đấy nhỉ. Ok, dựa tôi đâu ấy. Các tướng quân có thấy là trong thành mình hơi lèo tèo không? Lèo tèo mình đã tuyển quân đâu. Mình mua xong rồi mình mới đi tuyển quân mà. Mua nhà đẹp thì mới xây dựng gia đình hạnh phúc. Ta nói cho tỉnh nghe nhá. Tuyển quân mà mình đang góp tiền như này. Các sư huynh đang góp tiền mua thành đúng không nhỉ? À đúng rồi.
Tôi cũng có chút lòng thành gọi là chút vào quê ấy. Chỉ góp thôi chứ không vào đâu đúng không? Kìa, góp là mình góp cũng sức thì mình cũng phải đóng góp thêm nữa chứ. Có đóng góp không? Tức là cũng, cũng muốn vào thành đúng không? Có muốn vào thành bọn tôi không? Nhưng mà huynh đài đây là có bao tiền đấy nhở? Huynh đài phải nói rõ gì này, vòng vo quá. À đây 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 đây. Đây 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 thưa anh em. Wow, một lốp à? Rồi ok nhá. Thôi bây giờ thế này đi. Là anh em cùng nhau đi vào thành đã để mình mua thành xong đã nhá. Xong tí mình sẽ đi tuyển quân sau nhá. Ủa, vệ binh đâu? Quay nhà à? Tìm tìm về, tìm về, tìm về đi xem nào. Con ngựa này mà mất đà nó xin muội ạ. Vệ binh ơi, bảo thành vệ binh ơi. À, vị huynh đài không biết là muốn mua thành nào đấy ạ. Ờ, báo cho cái giá thành xe cái la cái nào. Alo. 5 lát ạ. Ờ ok ok nhé. Hả? Bao nhiêu cơ? 5 lết, 5 lết ạ. Thế còn Atamura? Atamura 5 lết ạ. Thế còn Montibin? Montibel là 4 lết rưỡi ạ. Hamel, Hamel anh ơi. Hamel à, xa lắm em ơi. Ừ, ngon nhất chỉ có lấy Zekala, gần đấy có ngay một cái mỏ. Đúng 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 đúng. Lại còn gần đầm lầy. Đúng đúng đúng. Ê bọn tôi chốt lấy Zekala nhá. Ê cho xuống tiền cái vệ binh ơi. Vinh này xuống đi ạ. Đây rồi. Đã nhận đủ ạ, à, mọi người qua Zekala. Ê, qua Zekala đi. Rồi. Đánh đường cho Vương quốc Zekala đi. Mẹ ngựa đi nhanh thế nhỉ? Ui à, khôi mua thành được kìa. Từ từ đã, từ từ, lộn đường. Không qua đây được, Đi qua. Đi qua đầm lầy. Đi theo tôi thuộc chỗ này. Đừng băng qua sông luôn nhé. À, khó quá vậy. Wow. Du huynh ơi, thật tráng lệ. Wow. Đây sau này sẽ là chỗ mà mình ngồi farm hết đấy. Đấy, đá điếc các thứ này, đằng sau có một mỏ quặng này. Đầu nữa. Thành ca
cao như này kiểu mình bị chiếm thành thì có gì khó quá thì mình nhảy nhảy từ trên cao xuống đi luôn được. Sao như cổng sau vậy? Ui cổng sau á? Ủa cổng chính nó là cổng nào ta? Chủ công muốn đi nhầm không ấy, chủ công. Cao rồi. Từ từ nhá, con Zekala này có mỗi cửa kia rồi. Zekala. Dưới có con Atamura. Thành mình là thành khó công tuần đấy. Cảm ơn Vũ nha các bạn. Chỉ có một cổng thôi anh ơi. Yeah. Nhưng mà con này 5 chỗ lắp thang được để leo lên được công thành. 6 chỗ lắp thang để công thành à? Nhưng mà trận chiến ở cái thành này sẽ là trận chiến lớn nhất đấy. Thành đi các bác sĩ. Được, không sao đâu. Ăn được. Nói chung là Huynh đài nhận tiền huynh đài ơi. Chung là thành này cái này khó công ấy, với cả là quan trọng là nó gần mấy cái mỏ quặng ấy, mình kiếm tiền cũng dễ. Đánh chú ơi. Hả? Tôi có đi ngang cái thành mình thì tôi thấy thành mình có tới 6 chỗ lắp thang á lãnh chú à. 6 chỗ nhưng mà cái các thành khác thì thực ra là ta đã bây giờ từ từ nhá. Bây giờ các đệ đằng nào chúng ta mới xuống tiền nên chúng ta chưa vào thành, cho nên là bây giờ chúng ta vòng xuống Altamura trước để ngó qua cái thành đấy một tí xem nào. Hammer anh ạ. Không, có ba thành to nhất, thành đá là chỉ có thành này Altamura với cả bên dưới là cái Motebe thôi. Đi, xuống dưới này ngó xin dưới này em. Mấy vị huynh đài là ai sẽ là tướng quân với ai sẽ là vua mới đấy ạ? Đâu nhỉ? Vệ binh cho suy nghĩ thêm 2 phút được không? Chạy xuống Montebia xem thử cái. À dạ vâng ạ, mời Altamura mời, chưa mời, có ai lấy đâu đúng không? Tự nhiên ạ. Dạ vâng ạ. Thế là ngó xuống Altamura cái gì mọi người? Đi, đằng nào mình cũng có mất tiền mua mà mình lựa chọn thêm một tí nữa có sao đâu. Nhưng mà sư huynh ạ, đệ cũng xem hết rồi. Mỗi thành nó cũng đều sẽ có một cái lợi và một cái hại riêng. Không có thành nào là hoàn hảo cả. Quan trọng là mình thích cái vị trí như nào thôi. Quan trọng là mình hồi sinh nó hay không thôi. Tu Vinh ơi, em thì lại nghĩ là nhiều chỗ công mình thì lại hay. Nhiều thứ để làm hơn đấy. Nhiều chỗ công thành, thì... này thì đẹp. Ta rất là thích cái thành này nha Tu Vinh. Đoàn kết và tính chiến thuật của vương quốc chúng ta. Địa thế là cách bốn hướng. Quá, con này cổng ở đâu vậy? Qua địa hình. Mẹ vệ binh đâu nhở, nó mở cửa cho mình vào mình ngó trước được không nhở? Mẹ mua thì phải ngó chứ.
ui mẹ. Không cho người ta ngó trước gì cả. Xuống tiền cái là ăn cứt luôn à? Không có. Sao tay mình không có dây khai ra trước luôn? Thành này thì đằng sau đây các đệ có thấy ở chỗ kia có một cái cửa hang không? Đấy, trong đấy là một cái hang để đào quặng. Bên trái của cái hang đào quặng đấy có một cái bãi lúa và một cái bãi vải rất là to. Đấy, chỗ này thì nó farm dễ hơn. Đấy, ngay bên dưới đấy, bạt ở dưới đấy đấy. Dưới đấy có một bãi bạt to lắm. Bãi flex gì? Đổ đá lên trên núi kia họ bắn được ghê ấy. Bắn thì thành nào cũng dễ bị bắn thôi, ta nhìn rồi. Mình đi xem nốt thành kia không? Chính ra con Motibia là con Motibia đẹp hơn đấy, tại vì sân của nó rất là rộng. Sân rộng thì vào trong anh em sinh hoạt bên trong thì dễ hơn. Đúng, con đấy chỉ có mỗi là đi mỏ là xa thôi. Đấy, bất lợi đúng mỗi cái đấy thôi, còn lại là tôi thấy là cũng ok. Con đấy bất lợi nhất là hơi hơi xa với cả thế giới loài người thôi, chứ còn... Con đấy độc lập đấy. Chúng ta sẽ 1v100 đấy. Tướng Quân ơi, cho tôi được nói được không ạ? À ừ. Sao đây? Theo như tôi tìm hiểu thì cái thành Montibia là thành gỗ mà nó lại còn cách xa khu mỏ nữa, nên là mình làm giàu rất khó khăn. Mà mình cũng dễ bị công. Hôm nay tôi được biết là tướng quân Lê Khôi đã nói là nếu mà công thì sẽ chọn một công Multibia đầu tiên. Nên tôi thấy phản đấy nó hơi không ổn lắm. Ừ, ngươi có vẻ tìm hiểu sâu ấy. Thế theo ngươi thì giữa Zekala với cả giữa cái thành này thì ngươi thấy thành nào đẹp hơn? Thành Zekala đẹp hơn lãnh chúa. Nó gần mỏ mà cái mỏ đấy tôi phát hiện là nó có spore ra vàng. À. Rồi, tất cả anh em quay trở lại Zekala đi. Hồi sinh lại Zekala đi. Hồi sinh Zekala. Đệ thấy hợp lý mà thôi. Ừ, cũng hợp lý đấy. Zekala nó rộng rãi, sân trước các thứ trông ok. Nó có sân đằng trước, còn con này về địa thế thì lên cửa chính mà bị ngoằn một vòng như này là bước đi là nó không được thẳng rồi. Đúng rồi. Giống như có một vị hiến triết đã từng nói đấy, cuộc sống là phải có sự gồ ghề, không bằng phẳng được. Mà gồ ghề như này thì lối vào mà gồ ghề như này là có vẻ sự phát triển của chúng ta là cũng gồ ghề đấy. Ủa, vệ binh phi ngựa nhanh thế. Du Vinh ơi, đệ nhỏ nhất cho đệ ở tầng trên cùng nhá. À, làm gì có nhà mới để ở. Chuẩn bị đi làm ruộng bây giờ. Phải có chứ. Bây giờ bắt buộc là như hôm trước Huỳnh nói đấy. Huỳnh tổ chức phát nó gọn gàng. Phát thế là hoạt động luôn. Đi vào quy củ luôn. Đây vệ binh ơi. Không biết không biết đây. Ai là lãnh chúa, ai là tướng quân đấy ạ? Đây, ta là lãnh chúa. Quang đệ ơi, Quang đệ ra đây làm tướng quân. Đệ đây. À ok ạ. Giờ tao mới để ý mặt đệ giống con khỉ vậy. Ta là nhân vật chính trong chiến tranh giữa các vì sao mà. Huynh đâu rồi? Ủa? Mọi người chọn Ron đi ạ. Huynh kéo cả tướng quân Kim Ngao Sư Vương vào được không? Không, từ tướng quân tí nữa phong bao nhiêu cũng được đúng không? Đúng ạ, chính xác ạ. Ờ thôi rồi, tí nữa phong xong. Từ từ đã. Tại vì lâu ta không ta chưa làm quốc vương bao giờ, phải tuốt lại quốc vương cho ta một lần này. Dạ vâng ạ. Đầu tiên thì mời hai tráng sĩ là chọn Ron đi ạ. Ron gì cũng được à? Ron gì cũng được. Nhưng mà nên chọn những Ron rẻ nhất để Ron đắt tiền mình không bị phí. Rồi hiểu. Gắp men luôn. Đây, ta chọn sếp đi, rẻ nhất. Ui, phân bộ quần áo đen gì đây?
Tí nữa thay đổi banner cái là đẹp ngay. À. Rồi. Dạ rồi, bây giờ mời tướng quân Quang Liêm là pull lock cho lãnh chúa Sói Bé Tí đi ạ. Pull lock cái gì? Rồi, tôi pull lock rồi. F10 ạ. F10 rồi. F10. Bây giờ bàn phím của tôi không có nút F10. Nghiêm trọng ấy. Nó phải có function với cả nút nào thành F10 chứ. Để tôi cắm bàn phím khác. Đây mình lại nhá. Pull lock lại đi. Ok rồi đấy. F10 rồi. Dạ rồi, thì bây giờ mời lãnh chúa bấm escape xong rồi chọn manage your faction đi ạ. Rồi, quất cho ta từ trên xuống dưới nào. Đấy, cái đầu tiên thì sẽ là đổi tên, sẽ có một cái đổi tên, một cái đổi banner, một cái là Axai Maso là để thêm tướng quân. Rồi. Còn lại những cái dưới là muốn kick ai ra khỏi cái faction thì sẽ có phần kick, và có những cái nào mà give key đo là cho chìa khóa cửa, nhưng mà khi mà reset là sẽ mất chìa khóa cửa. À. Còn một cái nữa là give chat key là để cho mọi người có thể mở được hòm. Ừ. Yeah. Cái banner thì làm như nào? Ở ngoài thông báo Discord là có cái chỗ để làm banner đấy. Rồi, ok. Thế thôi đúng không? Đổi tên thì đầu tiên là mình sẽ đổi tên, sau rồi mở cửa cho mọi người vào nhận role, là lúc đấy là phong tướng quân thoải mái. À, đổi tên của thành à? Hay đổi tên gì? Thay đổi tên của cái thành của mình ấy. Thì mặc định nó đang là Zekela đúng không? Thì nó vẫn là Zekela. Còn lại là có một cái faction name, tức là cái tên của cái bang hội của mình hay là của cái đất nước của mình. À. Ok, thế còn tuyển người mới là như nào nhỉ? Là vào xong đấy là cho người ta mở cái vào đây xong người ta nhận role là được, là cùng là người thành người của thành mình. Dạ vâng, đúng rồi. Thì trước tiên là mình nên phong tướng quân cho anh cho tráng sĩ Quang Liêm trước. Ừ, rồi. Thì tráng sĩ vào phần Axai Maso. Axai Maso xong rồi tích vào cái tên Quang Liêm cái là được. Rồi, ok. Tướng quân có give chìa khóa cho người khác được không nhỉ? Dạ được ạ, tướng quân give được cho người khác ạ. Nhưng mà khi mà server reset là sẽ mất chìa khóa. Rồi, ok, hiểu. Còn Maso này thì sẽ không mất. Rồi, ok, hiểu. Thế là xong rồi đúng không? Ok. Dạ vâng. Okay. Anh mời tráng sĩ Quang Liêm là mở thủ cái cửa xem. Đâu, ở đây. Được rồi. Ok. Key hòm là chỉ được ấy thôi nhá. Là chỉ được các tướng quân thôi. Ừ. Rồi, từ đã nha. Bây giờ xem nào. Mẹ thành đéo ở trong tèo vãi cứt vậy. Ở điểm hồi sinh ở đâu ấy nhỉ? Anh vệ binh. Hồi sinh thì nó sẽ ở đây ạ. Hồi sinh ở đây luôn á. Ở đây hoặc ở trong. Là mình chọn được. Ồ, đéo tèo đâu, ngoài này rộng phết đấy. Vẫn chọn 1, 2, 3, 4, 5. Ủa rộng thế. Ồ, được đấy chứ. Rộng đấy chứ, ừ, được. Vườn tựa các thứ này anh ơi. Rồi, đây. Để mở cửa mọi người vào đã. Không có chuồng heo với chuồng gà. Chuồng heo, chuồng gà. Cần gì chuồng heo với chuồng gà. Ăn chay, bọn tôi ăn chay. Hey, xin chào tất cả các vị huynh đệ. Vào thành đi. Ta phải chạy mấy nghìn mét. Vào nhà, lên sân đi. Ơ kìa. Rộng quá, sao rộng có quá. Người lộn cổ rồi. Vào thành đi. Các đệ vào thành xong rồi lấy thêm con ngựa, mấy con ngựa ngoài này nữa vào thành đi, không tí nữa mất đấy. Con ngựa ở đây này. Vào đây vào thành đi, nhanh người ta đóng cửa. Vào thành đi, chúng ta tập trung ở đây họp với nhau một tí nào. Mày còn thừa ngựa để tôi chắt vào.
Lãnh chuối xó vé tí chú ý là cái banner sẽ làm thay đổi màu áo đấy. À thì rồi ok. Đổi banner trước ấy. Tí nữa ta sẽ đổi. Nhưng mà tí nữa đổi sau. Tí nữa đổi sau là nó sẽ tự đổi sau đúng không? Đúng rồi, chính xác. À ok. Từ từ nhá. Marshall hình như là không đóng được cái cửa ra vào đâu thưa Đức Vua. Sao lại không đóng được? Vô lý. Được chứ. Để nào ra xem có con ngựa nào không vứt vào nốt đi, không phải phí. Còn mỗi cô nương Trang đứng ở đấy thôi. Wow. Đóng được mà. Ngủ quên rồi. Nào, các huynh đệ, chúng ta tập trung về đây nào. Ôi, các huynh đệ cứ đứng lên. Chúng ta là anh em, không có gì phải quỳ xuống cả. À, ta mỏi chân ý mà. Ừ. À, các huynh đệ này. Đầu tiên thì chúng ta đã đứng ở đây là những người đầu tiên khai lập ra cái nước Zekela này. Cho nên tất cả huynh đệ đây đều là những người quan trọng nhất. Đây sẽ là những người là nền móng đầu tiên để chúng ta xây dựng lên một vương quốc hùng mạnh. Các huynh đệ có sẵn sàng cùng ta để thống nhất Giang Sơn đất nước hay không? Để mà một đất nước phát triển ấy thì chúng ta phải có luật, phải có quy củ. Cho nên hôm nay ta sẽ phong tướng. Sau khi ta phong tướng xong thì chúng ta sẽ làm rõ tất cả nhiệm vụ. Để hàng ngày chúng ta cùng nhau đi tuyển quân, cùng nhau đi phối ngựa và cùng nhau đi cày đồ, cày tiền. Thì đầu tiên ấy, cho ta hỏi trong tất cả các huynh đệ ở đây, có huynh đệ nào tự tin là mình phối ngựa giỏi, biết phối ngựa, dành về phối ngựa, có thể giơ tay lên được không? Ô. Tự tin lên nào. Không ai biết phối ngựa à? Lên các huynh ơi. Các thằng si ơi. Huynh ơi. Mình không biết thì mình biết các huynh ơi. Ồ, thế không biết phối ngựa thì làm sao mình phối được ngựa? Không sao, sẽ có nhân tài, sẽ có nhân tài, huynh yên tâm. Bây giờ mình bây giờ hiểu tại sao chúng ta chưa tuyển quân đông, cho nên là chúng ta chưa có được nhiều sự lựa chọn. Rồi, ok, không sao cả. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ phải đảm bảo một cái khung giờ xuyên suốt trong một ngày, để lúc nào cũng sẽ phải có người cầm được chìa khóa và một người mở cửa. Đúng. Những người đầu tiên đứng ra xây dựng cái vương quốc Zekela này, hôm nay ta sẽ ngồi phong tướng luôn. Thứ nhất, khung giờ buổi sáng. À, bột đệ quản được giờ từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? À, 10:30 đến 11 giờ. À, 11 giờ đến 1 giờ ạ. 11 giờ, 1 giờ đến 3 giờ. 1 giờ đến 3 giờ. 3 giờ. 1 giờ đến 3 giờ. 11 giờ đến 3 giờ. Yeah. Rồi, ta phong đệ làm đại tướng. Từ giờ đấy đệ hãy quản. Tí nữa chúng ta hãy tính là cái khung giờ đấy chúng ta sẽ quản những gì, chúng ta thống nhất với nhau nhá. Ok ạ. Tuân lệnh. Từ từ đã. Trước khi phong thì tất cả các đệ vào đây nhận role thì nó mới hiện được. Đây đây, vào đây, vào đây, vào đây, nhận role này, vào đây nhận role này. Khoan à. Mình đẩy ơi, cầu thang nhiều thế. Đây, nhận role bên này. Các đệ nhận cái role rẻ nhất đi đã, để mình có tên ở trong thành trước đã. Xếp hàng nào, chúng ta là một vương quốc có quy củ, có quy củ. Lạnh chú ơi. Hồi nãy để mới bị cướp á, giờ trên người không còn tiền á, cá đỏ được không? À được, được, đây đây đây, đây. Tiền đây. Cảm ơn lạnh chú nha. Đấy, để cầm tiền đi. Cảm ơn lạnh chú. Ôi, mặc áo mới luôn. Đẹp không? Đẹp. Mẹ mà ngày đầu ngồi ngay mà đã ngồi lệch mẹ rồi là có điểm rồi đấy. À, phải gọi ta là đại tướng. Huynh đài nào? Ta buồn cười quá. Chúc mừng đại tướng đi. Chúc mừng tiểu tướng nha. Dạ, thưa Đức Vua, thần có ích quà mọi. À thôi, quà cáp gì, tí nữa.
đợi tao một tí. Nào các đệ xong rồi chúng ta ra đây đứng nào. Ta bị lật cổ chân mà đi đóng cái cổng rồi chạy vào đây đúng là xa luôn. Ngồi kìa. Tao nghĩ là nên đứng qua hai bên á. Cánh tay phải. Nhầm, cánh chân phải. À ta nghĩ là à hình như là ở đây có ông Giả Đôn hay sao nhỉ? Giả Đôn cho ta hỏi là ngày xưa ngươi cũng cũng biết một tí về xây dựng thành lũy sao đúng không nhỉ? Lãnh chúa đúng vậy, đúng vậy. Thế Giả Đôn là có thể quản quân từ giờ nào đến giờ nào cho ta biết để ta coi nào. Lãnh chúa là nếu được lãnh quân thì tôi có thể quản lý được khung giờ từ 4 giờ cho tới 10 giờ, 11 giờ đêm. 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm à? 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm à? Ừ, cũng là một khung giờ tốt đấy. Rồi, Giả Đôn. Được đấy. Ta phong ngươi làm đại tướng, giúp ta cai quản về việc xây dựng thành lũy. Tí nữa ngươi sẽ đi tuyển quân và kiếm thêm người về để kiếm đồ về chúng ta xây những cái trại ở bên ngoài. Là thôi lãnh chúa, là tôi đi tuyển quân. Tuyển quân về cho thành mình đúng không? À tí nữa sẽ giúp chế đồ. Đúng rồi. Mọi người cùng đi tuyển quân. Tí nữa mọi người sẽ cùng nhau đi tuyển quân và tí nữa sẽ chia nhau ra, vừa đi tuyển quân xong về bắt đầu chúng ta đi farm đồ và bắt đầu xây thành luôn. Là tuyển quân, farm đồ và xây thành đúng không lãnh chúa? Đúng rồi. Đúng đúng đúng. Tuy nhiên là vào cái khung giờ của sẽ là người phụ chịu trách nhiệm. Cái khung giờ của ngươi, ngươi là tướng quân nên là ngươi sẽ được phép chỉ đạo những người khác làm theo ý của ngươi và mục tiêu của ngươi là làm sao quản lý được cái đội đi farm đồ và xây thành cho nó hiệu quả. Ngươi hiểu chưa? Tôi hiểu rồi lãnh chúa. Đứng lên ơi. Ủa sao không thấy tên của Giả Đôn đâu nhỉ? Có đấy. Giả Đôn tên là Olapadon. À Olapalalapadon à? Lập đôn thôi lãnh chúa. Olapalalapadon. Già rồi mà tên dài dữ vậy. À các huynh đệ thông cảm nhá. Cái này thao tác cũng hơi khó ấy. Thưa lãnh chúa thì nhân ngày nhậm chức thì tôi xin gửi chúc quà mọn dân tới lãnh chúa. Thấy cầm hơi mỏi tay à. Rồi thôi thì thả xuống đất đi. Ai à, cái gì đây? Gửi lãnh chúa à. Ai à? Phục bạc. Nặng lắm lãnh chúa. Bột đệ cầm cho ta cái. Các huynh đệ này, các huynh đệ nhớ nhá. Cái đầu tiên khi mà mình mở cửa thành ấy, đấy là giá đồ rất cao. Giá vàng, giá bạc, giá quặng. Cho nên là các đệ có đồ thì tí nữa mang ra bán. Và nhớ là lúc nào phải đóng cửa thành và không cho người lạ vào trong thành. Tí nữa chúng ta tuyển quân thì lúc ấy chúng ta sẽ gom quân vào xong là theo từng đợt lên đây nhận rôn sau. Thứ hai nữa là hiện tại thì ta phong tướng cho Bột Đệ, cho Quang Đen, cho Giả Đôn và cho Ngao Đệ. Đấy là những tướng quân sẽ giải giờ từ sáng đến tối để anh em huynh đệ cùng nhau farm đồ xây dựng thành. Thì trong cái giờ đấy thì anh em mình, mục tiêu của anh em mình từ khi mà bắt đầu lập thành cho đến sau, đơn giản thôi, đầu tiên ngày hôm nay là xây thành. Sau khi mà xây được những cái nhà cơ bản, nhà ngựa có rồi này, nhà giáp này, nhà vũ khí, nhà rèn này. Sau khi xây xong thì lúc ấy chúng ta đến giai đoạn 2 là giai đoạn áp thành lên cấp 2 và lên cấp 3. Song song với câu chuyện áp thành thì lúc đấy chúng ta sẽ cùng nhau đi tuyển quân. Và đến khi tuyển quân rồi chúng ta làm song song là vừa áp thành vừa chế đồ và sau đó tích trữ thật là nhiều vũ khí để chuẩn bị cho những cuộc công thành. Đấy là những thứ mà chúng ta phải làm trong ngày hôm nay và mấy ngày tới. Tiếp theo nữa là về vấn đề quản lý quỹ. Hiện tại thì ta đang cầm tiền đây của các huynh đệ lúc đấy còn là 450.000. Thì với 450.000 này thì cho ta hỏi Giả Đôn là chúng ta nên chuyển tiền cho một người cầm quỹ hay là chúng ta nên làm thế nào cho nó hợp lý nhỉ? Chúa thì dựa trên kinh nghiệm trước đây của tôi thì có hai trường hợp. Một là mình sẽ để trong quỹ và cái người mà thường xuyên lấy ra nhất là cái người đi chế đồ hoặc đi phối ngựa.
À. Chỉ có người đó mới cần sử dụng tiền thôi. Còn tất cả mọi người đều có thể tự kiếm tiền. Ừ. Còn trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì đó là trường hợp mà sẽ có một thủ quỹ. Người đó sẽ giữ tiền nhưng mà thường là chỉ cái người chế đồ sẽ là thủ quỹ luôn. Ê, ở đây chúng ta phải có một người chế đồ ở đây à? Thưa Thu Huynh. Đệ nói đi. Đệ có ý kiến. Bây giờ hiện tại thì có Chin sư muội, muội cũng có thể là có mặt ở trong thành. Những cái thời điểm mà không cần phải 24/24, nhưng mà những cái thời điểm mà nhạy cảm là muội có thể có mặt được. Muội cầm tiền thì có vẻ là an toàn nhất. Đấy, thì lúc nào mà cần chế cái gì thì đội chế sẽ ra lấy tiền của muội để muội sẽ đưa cho. Ví dụ mỗi lần đưa là 100-200 nghìn thì như vậy là đã đủ cho vòng nửa ngày rồi để làm rồi. Thì muội cầm hết thì sẽ an toàn hơn. Ừ. Được, Chín muội, muội ra đây nào. Dạ, sư lãnh chúa. Ê Chín muội, ta phong Chín muội làm thủ quỹ. Chín muội cầm tiền và tự chủ động trong cái vấn đề xuất tiền với cả là nhập tiền vào nhá. Đây là 440.000 tiền của huynh đệ lúc nãy góp vào còn thừa. Nãy cô Vương bảo là 445.000 mà. Thì ta phải giữ lại 5.000 tí ta đi mua ngựa chứ. Rồi. Rồi tiếp theo kiểu gì cũng sẽ là vấn đề tuyển quân. Tuy nhiên là ở thời điểm bây giờ các đệ cho ý kiến là chúng ta có nên đi bộ về thành đầu tiên mà chúng ta mua hết ngựa thôi. Chúng ta về đây để một đợt đâu đấy được khoảng 10 con ngựa. Có cần thiết không? Tại sao chúng ta... Thực ra là cái phối ngựa nó cũng không khó. Thế bây giờ hỏi các đệ ở đây có ai là có người có kinh nghiệm phối ngựa ở đây thì chả ai phối được cả. Ta biết một người, nhưng mà người đấy hơi ham mê gọi là giàu sang một tí, hay thích đỏ đen. Người ấy lúc nãy cũng có xin vào thành chúng ta nhưng mà chỉ có 7.000 thôi nên bị chúng ta đuổi đi rồi. À, thằng đấy có thể phối được ngựa à? Đúng, chút phối được người luôn, Quốc Vương ạ. Ừ, thế thì phải đi tìm thằng đấy về đấy. Còn bây giờ thì... rồi, có một cái nữa. Từ, để ta nhìn lại hết tên của các đệ xem nào. Ê, huynh đệ Riva này như hôm qua vừa gặp nhau ở đầm lầy. Đúng rồi. Lãnh chúa. Thì bây giờ hợp lý nhất là bây giờ chúng ta nên đi tuyển quân trước. Sau khi tuyển quân về rồi, khi nào mà đông quân rồi, bây giờ chúng ta mới chia đội ra và từng người quản lý một. Và bây giờ chúng ta chia nhau đi farm, đi làm, đi đập thành. Các đệ thấy thế hợp lý không? Vậy mục tiêu chúng ta, KPI chúng ta là bao nhiêu ạ? Chuyện gì? Chúng ta phải chọn màu cho chúng ta chứ. À không, cái đấy thì ta sẽ là người đứng ở đây ta lo. Còn các đệ hiện tại, thời điểm hiện tại thì các đệ sẽ cùng nhau đi tuyển tuyên quân về đây, sau đấy là chúng ta sẽ cùng nhau chia đội. Chia đội sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau đi farm và xây dựng thành. Thế sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì phải có một người đứng để canh cửa thành và mở cửa thành. Đấy là ngày đầu tiên thì nó sẽ hơi khó khăn như thế. Đệ nào đứng ra nhận được trách nhiệm đấy này. Để tôi, lãnh chúa. Riva đệ là tí nữa là phải cầm đầu một đội farm đấy. Ta thấy đội đệ là farm rất chi là hiệu quả đấy. Rồi tí nữa cái này đệ sẽ phân công sau. Mình cứ yên tâm. Sao đấy à, Già Đôn? Lãnh chúa, tôi nghĩ là mình cần biết cái số lượng ở trong một thành của mình tối đa là bao nhiêu, lãnh chúa? Đúng. KPI là bao nhiêu ạ? Ta nghĩ là với cái số lượng người như này thì ta nghĩ là khoảng 30 người cho thành mình đi thì nó sẽ hợp lý và nó đỡ mất cân bằng cho các thành khác. Trước mắt là cứ như thế đã. Xong rồi thời gian tiếp theo mình sẽ tuyển thêm dần dần. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta tuyển thêm khoảng 20 người nữa là vừa. Ở đây chúng ta có hơn 10 người rồi. Đông quá là mình cũng không kiểm soát hết được kịp đâu. Anh chú có muốn nghe một tí phát về thành mình không? Giá đô nói đi. Thì sau khi tôi nghiên cứu thành mình thì tôi xin lỗi nhưng mà thành mình chỉ có 3 chỗ cắm thang thôi. Thì vị trí địa lý của thành mình thì được gọi là rất khó công, tại vì khu vực trước cổng rất khó để setup xe bắn đá. Nên là cái vị trí mà chúng ta cần quan tâm chỉ là những cái vị trí mà họ có thể cắm thang lên. Đúng. Đó là những vị trí trọng điểm. Rồi, ok. Cái câu chuyện đấy thì đầu tiên là cảm ơn Già Đôn đã bỏ thời gian ra để nghiên cứu về thành mình. Khi mà có chiến tranh ấy thì các thành khác sẽ hẹn ngày giờ đánh nhau, thì lúc ấy chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau để phân tích và bàn bạc lại hết vị trí địa lý, lúc ấy chúng ta đưa chiến thuật sau. Giá đôn nhá. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là hoàn thiện tất cả những cái công trình trong thành chưa hoàn thiện.
Đúng rồi, mục tiêu của chúng ta bây giờ là bây giờ đi tuyển người trước đã, tuyển người về sau chúng ta cùng nhau farm, sau cùng nhau xây thành, lúc rồi mới có nhà để xây vũ khí các thứ. Nên là bây giờ ta phải ra chìa khóa cho một một huynh đệ nào uy tín ở đây chỉ đứng ngoài cổng để mở cổng thôi, còn các huynh đệ khác thì sẽ cùng nhau đi đi tuyển người, mỗi người tuyển về đây được khoảng 2 người là được. Sau khi tuyển người xong về đây bắt đầu chúng ta sẽ đi farm. Tôi là đã tuyển được một người để phối ngựa ở này, tôi sẽ kiếm thêm một người nữa. Được rồi, chìa khóa bây giờ ta sẽ giao tạm cho Chin Muội, cho nên là các huynh cứ đi đi. Đấy, tạm thời Chin Muội và một vài người khác, nói chung Chin Muội sẽ hỗ trợ cái việc đấy. Xuất phát thôi. Alo. Từ từ để ta xem còn việc gì nữa không nhỉ? Có tí đồ ăn. À không, ta cũng đang sắp chết đói này. Rồi nhá, bây giờ Già Đôn, Quang Đệ tiếp tục chỉ đạo mọi người để đi tuyển thêm người với cả xây thành, còn ta thì đang phải nghiên cứu lại quần áo với cả là banner của vương quốc mình. Nhưng mà các đệ thống nhất cho ta một cái là các đệ muốn mặc quần áo màu gì? Màu đỏ đen phun ra. Màu đỏ. Rồi, chúng ta thống nhất là đen ánh đỏ nhá. Ok rồi, các đệ di chuyển đi. Các đệ chủ động tự chia người ra, xong rồi đi farm đồ, xong rồi xây đồ các thứ. Chị đệ ơi, từ từ. Từ từ, dừng bước. Vương ơi, nhận lấy vàng này, ăn những bạc của... Tí mang đi bán đi để ta chế đồ bây giờ. Rồi, sư huynh cứ lo việc đấy đi. Bây giờ mọi người bình tĩnh nhé để tôi phân công này. Bây giờ mọi người cùng với lại cả Bụt sư đệ, cùng với lại cả Đôn tướng quân đi tuyển thêm người. Bây giờ ta sẽ phụ trách việc đi xung quanh thành để xem những cái công trình nào mà chúng ta cần phải ưu tiên đẩy trước. Rồi chút nữa chúng ta về phát là ta sẽ có kế hoạch để cho mọi người cùng nhau đi làm luôn. Hợp lý không? Ta cần những bóng hồng đi theo ta để tuyển quân cho nó dễ. Rồi ta sau khi nghiên cứu xong thì ta sẽ ra cùng mọi người để tuyển quân. Ơ thưa các đệ có gì ăn không? Cho ta xin miếng ăn với, ta sắp chết rồi các đệ ơi. Cứu với. Quên mất, mải quá quên cả ăn luôn ngay. Đấy, tướng quân chia cho mọi người đi tướng quân. Đây, tướng quân, đây. Tướng quân chia đi tướng con. Đây sau lưng này, sau lưng. Mẹ chia kiểu đéo gì nhỉ? Ô, các đệ chia đồ kiểu gì các đệ? Các đệ chia đồ kiểu gì các đệ? Để vào tay ý, nó sẽ có một cái xong rồi tướng quân để xuống. Đây, các đệ ai thiếu đồ ăn thì cầm đồ ăn đi. Rồi đi nhá, ta nghiên cứu cờ cái. Được, thế này cũng được này, nhưng mà từ từ xem màu gì hợp lý nhỉ. Cán cân công lý, hợp lý này. Đấy, nãy em bảo là hay là cán cân công lý. Đúng rồi. Em bảo... Dạ, em này có vẻ mình không công lý cho lắm. Công lý chứ. Ủa chết mẹ rồi, thành đỏ lòm rồi. Tại cái icon ở trong, cái icon ở trong nó màu đỏ. Đấy đấy, cái icon con chim nó bị màu đỏ nên nó bị ăn theo cả màu đỏ tay áo. À mà thực ra màu đỏ này cũng đẹp mà nhỉ. Sau sửa lại sau, kệ mẹ đi. Ok. Ui. Thế được rồi. Ừ, ok. Rồi, có vấn đề thì anh hỏi sau nhá. Dạ vâng, ok. À, tính ra này, mấy cái cờ mà gốc của bọn nó ấy, bọn nó phối màu đẹp phết nhá. Ừ, bọn Valencao này các bạn nhìn này, bọn Tevarin này. Ừ. Đẹp vậy đấy. Tình hình sao rồi hả huynh đệ nhà mình ơi?
chỗ bán ấy chưa? Sư huynh đâu rồi? Sư huynh đây, đây. Để trong này. Đây sư huynh. À, bây giờ nhá, vấn đề của chúng ta là chúng ta thiếu 4 căn nhà phải xây lên. Đúng. Một là trại ngựa, là chỗ phối ngựa. Hai là lò rèn. Tôi quân bột ơi. Sửa gỗ. Ừ. 4 tôi quân bột lùi đây tôi nói cái. Đấy là trước mắt. Ờ, mỗi cái tôi vừa tham khảo thì là giá bán lừa với ngựa ở thành mình đang là cao hơn so với thành newbie. Cứ đi được càng nhiều càng tốt, tăng được kinh tế luôn. Ok. Huynh nghe rõ không Huynh? Có nhưng mà tại sao lại nhiều tiền đấy nhỉ? Trước có nhiều tiền thế đâu nhỉ? Cứ mỗi cái là cần 5 cái scroll. Mỗi cái scroll là 100.000. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái trại ngựa trước. Đủ cái trại ngựa rồi, thiếu 20 đá nữa thôi là đệ làm xong được cái trại ngựa này. Đệ vừa chạy đi ra chợ kia mua được một ít đồ rồi. Rồi. Trại ngựa trước. Để cho anh em phối ngựa. Ê, đệ cứ chủ động làm đi, ta biết việc của ta rồi đấy, logo xấu quá, ta phải làm lại thôi. Xấu không chịu được. Đi thôi. 20 đá. Lãnh chúa, có ít quà mọn. Lại quà mọn, đâu. Thằng bán hàng nó bảo đây là áo lông sói thượng hạng. Nhưng mà đấy là mồm nó nói. Áo lông sói thượng hạng. Chúa. Ok. Wow. Tuyệt vời quá. À không, ta đang thiết kế lại logo, cả nhà cứ đi nhá. Nhưng mà lãnh chúa nhìn trên cao và lãnh chúa. Có ai rảnh đi lấy ngựa về bán lãi đấy. Trên cao trông thì lại đẹp nhưng mà logo trên đầu thì trông lại rất xấu. Để ta sửa lại đã. Bán đồ được đại ca. Vẫn phải là cái này, trời ơi. Lên xe tìm cái nút F có chữ ship ấy, ship ấy. Là ngồi ấy, chứ đừng ngồi được đấy. Hả? Thì mới huynh đài để ngồi xe. Lệch nó có giá trị của lệch bạn. Không phải cái gì cân đối cũng là đẹp bạn ạ. Bán đồ ở đâu ấy nhỉ? À, bán cái gì á? Bán xe ngựa, xe lừa. Xe lừa. Như là nó lấy. Cái xe lừa thì Quân để lại. Ok rồi. Để lại đi, ở đây đi. Thế này thôi. Quân để một ngày năm sao biển không mất. Nãy tuyển người đến đâu rồi nhỉ? Bột đệ nhỉ? Tuyển được 6-7 người rồi. Mới được 6-7 người thôi à? Vâng, bởi vì bây giờ ra, em nói thật với sư huynh là bây giờ ra cái thành newbie bây giờ chả có ai là không có vương quốc cả. Em thấy ai em vớt hết tề đấy. À thế à, rồi để ta đi tuyển. Sao nó thành bị hai cái logo ở trên đầu nhỉ? Ui, mẹ phải công nhận thành Jekyll mình xa thật.
Ủa? Không. Ủa còn cái xe bên này của ai? À? Sư huynh này, ta đứng trông cho sư huynh nãy giờ, sư huynh cứ yên tâm mà bán hàng đi. Đừng lo. Vâng, ừ, cứ bán đi. Sư huynh bán xong chưa? Ừ, tôi bán xong rồi. Thế chả hay sư huynh giờ mình đi đâu tiếp nhỉ? Tôi đang định đi đào đá, đào đá nhặt gỗ thì à thế à? Thế sư huynh bình thường là hay đào đá ở đâu? Đây ra đây tôi chỉ cho này. Trời ơi, chỗ thành tôi đang tuyển người mà ngay gần cửa thành tôi lại có luôn một mỏ đá. Sư huynh muốn làm giàu, sư huynh hãy về thành của tôi, sau đấy là chỉ cần ra cửa thành đập đá xong rồi về thành bán thôi. Phải đỡ khổ hơn không? Giờ sư huynh đi ra tận bãi đá, sư huynh đập đá xong sư huynh lại quay trở lại đây bán một lần nữa. Đường vừa xa vừa lắm cướp vừa nguy hiểm. Bây giờ về thành của tôi đi, chúng ta cùng nhau xây dựng một đế chế. Hả? Cái gì cơ? À được luôn nhé. Đi thôi, mình lên ngựa đi. Trời ơi, tự nhiên lại gặp thêm cả vị huynh đài Viking Bin ở đây. Vị huynh đài có đi luôn không? Lên xe đi. Zekala tuyển quân đi. Uầy, nhìn vị huynh đài râu vừa dài mà lại đéo có quần áo mặc thì trông có vẻ là võ nghệ cao cường rồi đấy. Tuyệt vời quá. Mình thử khua một vài đường kiếm xem nào. Được. Uầy. Hay. Hảo hán võ nghệ cao cường. Thế chả hay là vị huynh đài trước giờ đã kiếm được bao tiền rồi nhỉ? Tôi bị cướp hết rồi. Ôi trời. 20.000 thôi. Huynh đài có hiểu tại sao huynh đài bị cướp không? Vì huynh đài thiếu một tập thể, thiếu những người sẵn sàng đứng ra để bảo vệ huynh đài khỏi nạn cướp bóc. Bây giờ huynh đài hãy cùng tôi đi về thành Zekala, sau đấy chúng ta hãy cùng nhau đi đánh lại bọn cướp. Hợp lý chưa? Huynh đài đi theo tôi. À huynh đài vào mua con ngựa đi. Mỗi huynh đài vào mua cho mình một con ngựa đây. Không có ngựa thì đây. Đây lên ngựa tôi, lên ngựa tôi. Anh em đằng nào cũng người một thành cơ mà. Đây huynh đài Bin, lên đây. Lấy con ngựa đi. Lừa đấy, thầy đấy lừa đấy. Đấy, đợi tôi tí. Tôi vào lấy con ngựa, đợi tôi tí nhá. Mua con ngựa đấy. Chúng ta đi thôi, let's go. Đây, giới thiệu với các vị huynh đài. Đây là những anh em cùng thành với mình đấy. À. À chúng ta đi chậm thôi, đợi vị sư huynh ở đằng sau nữa.
Đây, giới thiệu với tất cả các tráng sĩ. Bên phải này là mỏ của chúng ta đấy. Ta gõ tí là về đến nhà. Giới thiệu với các tráng sĩ đây. Đây là nhà của ông cha ta để lại. Ngày xưa là chúng ta ở nhà lụp sụp như này. Bây giờ chúng ta có cái thành to như thế này rồi. Ta đợi tráng sĩ kia một tí nhá. Ôi kìa, nó đi không đóng cửa thành. Ơ chín muội ai đi không đóng cửa thành nhỉ? Muội canh quân ơi. Muội canh cửa không sao. Đây các tráng sĩ hãy vào trong này. Tôi để ngựa dưới đây, để ngựa dưới đây. Đấy, các tráng sĩ thấy không? Thành to đẹp như thế này. Các tráng sĩ mà bị cướp tấn công, các tráng sĩ chỉ cần hô lên mật khẩu cứu tôi mới thôi là cả thành sẽ ra cùng các tráng sĩ đánh bại bọn cướp ngay. Đây, chúng ta cùng lên đây nhận rôn nào. Cứu tôi mới. Đúng rồi, cứu tôi mới. Đây, các tráng sĩ nhận rôn đi, ngôi nhà mới của chúng ta đấy. Ua, cờ này đẹp phết đấy chứ, đùa. Được của nó đấy. Tráng sĩ Diệp Kiều Phong, tráng sĩ Viking Bin và tráng sĩ Vũ Đặng. À, Vũ Đặng à. Rồi, giới thiệu các tráng sĩ ở bên ngoài kia. Chúng ta có một em gái. Em gái tên là Chin. Em gái đấy là bác sĩ trong thành. Nếu như mà mình bị đau ở đâu đấy, đau bẹn, đau háng, đau thấp khớp, đau nách, hay là đau bất cứ cái gì đấy, thì có thể qua bảo em gái đấy chữa lành cho nhá. Rồi, các tráng sĩ tiếp tục đi làm việc thôi. Các tráng sĩ có câu hỏi gì thì các chị cứ hỏi nhá. Ok vậy nè. Rồi, đi 10. Của chúng ta đấy. À, đóng góp à? Đóng góp thì tạm thời mình cứ cất tiền đi. Sau đấy là lúc nào mà cần thì sẽ kêu gọi mọi người đóng góp thì lỗi mình cất sau. Còn bình thường mình cứ cất vào ngân hàng, không sao cả. Hoặc là nếu như mà muốn đóng góp thẳng vào quỹ thì mang ra đóng góp cho Chin Muội. Chin Muội đang đứng ở ngoài kia nhé. Ở đây, tôi cầm luôn hộ cho, tôi cầm hộ luôn cho, đang cần xí. Ai đóng góp bây giờ? Đây, giới thiệu với tráng sĩ, ông đội bụng sói này là vương của chúng ta, tráng sĩ có thể chào hỏi. Ồ, chào tráng sĩ nhá. Tráng sĩ chả hay, tráng sĩ tên gì khó đọc thế nhở? Gì ạ? Gì à? À. Chúng nó luôn đúng không tráng sĩ? Tráng sĩ trông có vẻ không có quần áo ấy. Để thể hiện lòng thiện chí ở trong quốc vương, vương quốc Sekela của chúng ta. Thì bột đệ có thể cho người ta ít quần áo để mặc được không? À dạ vâng ạ. Đường đường là một tướng quân, nhưng mà khi mà thấy dân chúng của chúng ta nghèo khó thì tôi có thể hy sinh bản thân mình. Đây, tráng sĩ mặc vào đi. Đừng ngại, Đấy, tráng sĩ gì? Tráng sĩ thấy thành của chúng ta hiếu khách hay chưa? Đã đứng ở đây rồi, đã vào thành rồi thì đều là anh em, sống chết có nhau cả. Đây, tráng sĩ hãy vào chọn cho mình một cái rôn đi. Mày xin bộ quần áo được không? Bột đệ có tiền không? Cho ta xin tí, ta đổi rôn cái được không? Tương quen bao nhiêu? Khoảng 2.000 đi. Chẳng may có tiền đấy. À thế à? Thế có tiền thì tuyệt vời quá. Thế tráng sĩ có thể
Ờ, Thạc sĩ chưa nhận rôn xong. Thạc sĩ chưa xong, chưa xong, chưa xong. Chưa xong. Ủa hôm trước mình cái rôn nào mình bao nhiêu tiền 1.500 mà đánh nhau được ấy nhỉ? Cô Vương ơi. À? Còn có 1.900 thôi. À thôi, thôi không cần đâu. À để tiền đấy đi mua thêm bộ quần áo mới đi. Cô Vương có cái mũ sói rồi thì cho ta bộ áo đi. Ồ kìa không được. Ta lạnh đấy, cô Vương ơi. À thôi, ta cảm ơn nhá. Không lạnh đâu, yên tâm. Đấy, tí nữa cứ chịu khó cởi chuồng đi, farm đi, tí về tao kiếm cho cái áo. Ok. À đấy thì tôi cũng phổ biến cho Tráng Sĩ tí là cái công việc của thành ta hiện nay thì chỉ là xây dựng thành và nâng cấp thành thôi, cũng chưa đánh nhau gì nhiều. Thì bây giờ Tráng Sĩ cứ lấy lừa và xe kéo ở trong này đã có sẵn rồi, bọn tôi vừa chuyển về rất là nhiều rồi, đi farm thôi. Nguyên liệu thì chúng ta đang rất thiếu để xây nâng cấp thành. Tráng Sĩ cứ freestyle đi. Grading 125. Grading 10. Grading 10. Grading 10. Ơ kìa. Con này grading 100 mà con chết đờ này ngon nhỉ. Chết đờ. Nhà đánh nhau còn được một tí nhỉ. Men đẹp át thì khi là toàn diện nhất. Con này thì đéo cưỡi được ngựa. Ừ. Con này thì hơi lờ. Chết đờ. Chết đờ đâu nhỉ? Đây à? Ô, chết đờ riding 100 cơ. Ô. Chết đờ đi tuyển quân hợp lý này. Quang đệ, ngoài kia mình làm được những gì rồi? Hiện tại là mới chỉ làm được cái lò rèn này thôi. Cái lò rèn này sẽ giải quyết được tất cả thôi ạ. À, lý nhờ. Bây giờ vẫn phải có lò rèn. Bây giờ nhá, mình thấy tình hợp lý như này có hợp lý không? Để lãnh đạo một đội craft, có đội farm là mọi người đi farm đồ về. Xong đội craft sẽ ở nhà chế ra đồ, xong bắt đầu là bán những cái đồ đấy để lấy tiền. Phải có tiền thì mình mới mua được cái đồ để mà mình nâng cấp lên, à để mình xây lên nhà. Ừ. Cần nhiều á, cần nhiều luôn á. Bây giờ huy động lại anh em đi, anh em có anh em mấy vào, mấy anh em nhiều tiền lắm, bảo anh em ủng hộ thêm tiền vào để mua thêm cuộn là được. Đấy, bây giờ thấy là bây giờ bán đang được giá đấy, mình đi farm, tập trung farm xong về cho mọi người chế đồ là đẹp. Ừ. Đúng rồi, nhưng mà vẫn phải, bây giờ nhá, nếu như mà để ưu tiên nhất, thì bây giờ bảo anh em gom thêm được 500 nữa. Ta làm nốt cái xưởng gỗ kia là vừa rèn vừa gỗ là kiếm được tiền nhanh nhất. Đó, là sẽ đảm bảo đáp ứng được hết tất cả những nguyên liệu mọi người mang về. Bây giờ ví dụ như đang thừa quặng, thiếu gỗ, mà vừa lấy là thừa gỗ lại thiếu quặng. Bởi vì là chúng ta đang chỉ chế được có một loại thôi, bây giờ được cả xưởng gỗ nữa thì tuyệt vời quá, cho nên là cần thêm tiền. Thế bây giờ phải hỏi anh em ở đây ai còn tiền thừa mà muốn góp vào cho thành không này, để đi mua này, thiếu đúng 500.000 nữa này. Có khoảng 300. Ui ôi, 300 á? 300, nếu mà bán trong xe thì khoảng hơn 300 ấy. Ui dồi. Đấy. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Xe, quá. Xe đồ chưa bán nhưng mà là bán thì khoảng hơn 300 ấy. Thế là sự... Tráng sĩ bán đi, trời ơi. Bán đi. Xong rồi các tráng sĩ góp thêm ít tiền vào nữa để mình xây thêm xưởng gỗ nữa đi là mình nhiều tiền ngay mà. Thật với Đức Vua là em cũng góp hết rồi, không còn cái gì. Ui, ta cái trên răng dưới dái chả còn gì rồi. Ê, Quang đệ cứ lo tiếp nhá, ta đi tuyển thân người nhá. Come on boy. Cô Vương đợi tí cho đi với. Rồi, đi, ta đi tuyển thêm người. Ấy, mẹ nó cưỡi ngựa nhanh hơn hẳn.
Ê, xem cái này kiểu đéo gì nhỉ? Ơ, sao không cuộn xem này được nhỉ? Mình xem các thành có bao nhiêu người rồi thì làm như nào ấy nhỉ? Bấm mà bấm được đâu? Đéo thấy chuột đâu mà bấm ấy chứ. À, đây. Đây mình mới có 22 người. Thành này 18 người. Ây à, bọn này có vẻ khỏe đấy. Bọn này 27 người. Cô Vương là ai đây? Cô Vương Lavabo. À, 23 người. Ồ, thành của Khôi. Ayap mua bên kia, Ayap mua bên kia mày Vân ơi. Để. Ngựa tôi vô béo mà sao? Đức vua xoài bé tí có vẻ là hợp với Đức vua ấy chứ nhỉ? Ai lại quá khen. Đâu, xe mình đâu rồi? Này, tướng quân đây, sói. Đây. Tao muốn nói chuyện. Ai ấy nhở? Tại sao tướng quân đây là tướng quân của một thành mà lại ăn trộm con ngựa của tôi vậy? Trộm cắp là điều mà ta không bao giờ làm, nói vớ vẩn. Hóa ra là người vu khống chính à? Chính mắt ta nhìn thấy. Nhìn thấy. Được rồi. Nếu mà hôm nay nhà ngươi không trả con ngựa này cho ta, ta chính thức tuyên chiến với thành của nhà ngươi. Ôi, tuyệt vời quá. Thế lúc nào mình đánh nhau chứ? Luôn bây giờ. Bây giờ đánh cái gì? Bây giờ solo này, hợp lý này. Bây giờ ta với cả tướng quân đi không ra ngoài solo. Thành. Tao không solo. Ta có lực lượng, tại sao ta phải solo? Ủa, solo. Không phải trả con ngựa cho ta. Ngựa này là ngựa ta tự mua chứ đâu, làm sao biết được đây là ngựa của tướng quân Lavabo? Chính mắt ta nhìn thấy là ngươi chạy vào đây, lấy con ngựa của ta, chạy đi.
Ủa, chính mắt ta nhìn thấy. Chạy có tiêu luôn. Chính mắt ta nhìn thấy ta vừa đi từ đầu sông bên kia ta chạy vào đây để ta đi bán đồ cơ mà. Cứ làm sao đây? Thôi được rồi. Coi như là ta có mắt như mù. Nhà người nhớ đi. So với tí à. Zekala tuyển quân đây, Zekala tuyển quân đây. Ôi, hai vị tráng sĩ này trông có vẻ là chưa có nơi dung thân nhỉ? Ở đâu rồi? Ôi, hai tráng sĩ vào, hai tráng sĩ hãy vào mua mỗi người một con ngựa đi và đi theo ta nhanh lên. Một cuộc sống mới đang chờ các tráng sĩ đấy. Tôi có đức vua Triệu Tử Linh cũng đang tuyển quân. Chuyện gì đây? Mỗi người một con ngựa, nhanh lên nào các tráng sĩ. Ta đợi ở ngoài này nhá. Các anh về huy động tất cả các chiến sĩ ra. Đi thôi các tráng sĩ. Mình phải qua Zekala nói chuyện một lẽ. Ê, chả hay các tráng sĩ. Ok. Ta vừa đọc được dòng gì ấy nhỉ? Ba tiếng à? À ba tiếng thì thoải mái. Ê, tráng sĩ cẩn thận lao mẹ đầu xuống sông đấy. Chả hay các tráng sĩ mình trước giờ là mình làm nghề gì đấy, trông người thì có quần áo người không nên trông mất cân đối quá. Tôi vừa từ quê lên như này. À vừa từ quê lên à? Thế thì tuyệt vời quá. Tráng sĩ cần có cho mình một ngôi nhà chung. Tráng sĩ ơi, các tráng sĩ về thành đấy chỉ có làm cu li thôi. Thằng này là thành nào mà mỏ hỗn thế nhở? Hãy về công ty Belly của chúng tôi. Hả? Cái gì? Tên thành là gì cơ? Thành nào hiện tại nhở? Mutti Belly. Mutti Belly á? Có vua Triệu Tử Linh. Ôi, vua Triệu Tử Linh. Vua Triệu Tử Linh của thành Mutti Belly. À. Được làm những kỵ binh xuất sắc nhất của thành chúng tôi, hãy về thành chúng tôi. À đây à, trông kỵ binh tèo thế cũng kêu kỵ binh xuất sắc. Kỵ binh ai đi nhầm đường rồi, đi đường bên này cơ. Ui mẹ, bên này trên này có một cái hang nữa à. Ồ bây giờ mình biết luôn á. Wow, hang đi đường nào ta? Giới thiệu với hai tráng sĩ nhá. Trước mặt là thành Zekala của chúng ta, bên phải là mỏ quặng. À, các tráng sĩ thấy chưa? Tí các tráng sĩ vào thành, các tráng sĩ nhận thành xong, xong các tráng sĩ chuyển ra đào quặng một cái thôi, xong vào cái là mình có tiền luôn. Thành này có vẻ hẻo lánh nhỉ? Sao lại hẻo lánh hả tráng sĩ? Thành to đẹp thế này. Chào chiến bụi nhá. Chào huynh nhá. Đây vào đây hai tráng sĩ ơi. Đây mình đi vào đây, mình đi vào đây, mình đi vào đây. Lấy mời tiền về đây. Hai tráng sĩ cho hỏi là từ trước đến giờ hai tráng sĩ kiếm được bao tiền rồi? À, 20.000 thôi. 20.000 à? Thế còn tráng sĩ còn lại đây, tráng sĩ Luzi à? Thế tráng sĩ bảo delay, tráng sĩ bảo delay kiếm được bao tiền thôi? À, tráng sĩ này hơi kiệm lời. Đây. Các tráng sĩ, chọn cho mình một cái role trong thành đi, xong bắt đầu mình đi farm tiền thôi. Xong rồi các tráng sĩ nhớ là
có đóng góp gì cho Thành thì gặp em gái ở ngoài cổng nhá. Đóng góp để Thành chúng ta trù phú hơn, xây nhà nhanh hơn, có giáp xịn nhanh hơn. Ô, tráng sĩ bảo này hình như là họng có vấn đề sao tráng sĩ ạ? Mình đi đâu đấy? Mình đi đâu đấy? Ờ, đi tuyển người. Gửi cái gì đấy? Mình ra chợ nhá. Mình mua cho đệ là 5 cái scroll. Rồi. Cuộn cuộn màu trắng trắng. Biết. 100.000 đấy, huynh biết cái đấy. Biết. 20 cục clay. Ờ, ok. Clay đi đào được, ta đi đào được. Thế ta đưa tiền cho huynh nhá. Ờ. Ha. À, đưa tiền mua luôn đi. Đỡ phải đi đào chứ giờ lại phải đổi đôn một lần nữa. Đấy, 500.000 là 5 cái cuộn kia với 2.000 là... À đâu, ở đây, 3.000 là 20 cục clay, đúng rồi. 20 cục clay, 5 cuộn sách. Rồi, ok. Rồi, nhớ rồi. Thế nhá, mình nhá. Ok nhá. Mẹ, quốc vương chúng nó sai như đi chợ, như đúng rồi. Thể tin nổi, unbelievable. Lấy 30 cục chưa lâu không? Thế bây giờ bọn tôi sẽ đúng 30 cục thôi nhá. Bên đây có lấy không? Sao một ngày đẹp trời các tráng sĩ ở đâu ra lại qua mỏ bên Zekela khai thác nhỉ? Từ nhà. À, mỏ này là của Trung á, đại diện huynh đại. À, mỏ của Trung à. Tôi cũng muốn khai thác đấy. Đúng rồi. Không biết là chả hay các vị huynh đài từ đâu đến, đường xá xa xôi cho tôi biết cái địa chỉ cái. À, tôi là bên thằng Raven. Thành gì cơ? Raven. Đi theo bọn ta sẽ chỉ cho. Raven ở hướng bên kia thế giới mà lại mò ra tận bên này khai thác à? Đúng rồi. Vừa lấy 34 rồi. Cái xe kia đây. Sao bên này khai thác cũng được thôi, nhưng mà bên này hơi nhiều cứt thì cẩn thận là dẫm vào cứt đấy nhá. Anh thông cảm, bên tôi quân số hơi đông, cũng cần farm hơi nhiều. Đúng rồi, cũng cần tài nguyên để phát triển đào chiêu. Huynh đài đào ở đâu? Nếu vì huynh đài đây không biết thì vì huynh đài có thể đi lên trên kia, cũng có một mỏ rất là nhiều đó và to đó. Mỏ gần nhà không đào lại đi lên trên kia làm gì, nhưng từ từ đã, hai huynh đài đằng sau đang cãi nhau chuyện gì nhỉ? À đây, để tôi nói cho chị huynh đài nhé. Chị huynh đài Moon là farmer bên tôi, bảo là chị huynh đài của anh là ăn cắp 30 cục gì, cục đá bên tôi, cục sắt. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế nên là mới xảy ra tranh chấp. Huynh đài này vừa đến thì bọn tôi đã đào hết rồi nha, mà huynh đài bảo ý huynh đài đào trong đây 30 cục. Huynh đài ơi, lúc mà tôi đến á, là ở đây nó có spawn ra bộ 3 cục nè, 3 cục an ninh nè, tôi đào trước rồi tôi mới vô hang. Xong rồi gặp huynh đài kêu là huynh đài muốn cái hang này rồi. Đúng rồi đó. Thế thì bây giờ cách giải quyết tốt nhất, ta nghĩ là hai người nên đấu với nhau, ai thắng lấy hết. Đúng. Lại đang mất đồ tự nhiên lại quay ra đấu với nhau, ai vừa phát biểu nghe ngáo đét thế nhở? Cho xin biết cái tên được không? Và đây không có thật, thật ra không có ngáo, hai người này cãi nhau liên tục. Hiện tại có hiểu không? Cách duy nhất để cho hai người này giải quyết là lấy luôn có 30 cục đó, thì người thì nói là người kia lấy, người thì không nhận. Xin lỗi, cho xin biết danh tính của người đang nói được không ạ? Đây là ở thành nào đấy ạ? Tên là gì đấy ạ?
Ta là đại tướng Quang Điếc ở thành Raven. Đại tướng Quang Điếc ở thành Raven. À. Đúng vậy. À, là thành của đại tướng Lavabo vừa nói đấy à? Xin lỗi, huynh đài đây. Tôi là Bô Đệ Nhị, ở đệ nhất. À, Bô Đệ Nhị. Của thằng Raven. À. Đệ nhất, ta là vua, chứ không phải là tướng. À, là vua. Đúng rồi. Hóa ra là... Hóa ra là thành... Hiện tại đây là gì? À, xin giới thiệu, ta là quốc vương của Zekela. Và đây là vùng đất của Zekela. Thật vui vì hôm nay có các huynh đệ ở bên thành Preven này, còn có cả quốc vương của thành Preven ra đây chơi nữa. Nhưng mà ta đánh giá pha xử lý vừa rồi của các đại tướng bên thành Preven là hơi bị thiểm cận. Chỉ một tí xích mích mất mấy cục sắt thôi đã lôi chuyện đánh nhau ra rồi, thế là không tốt. Cẩn thận vương quốc bên đấy là tan sớm ấy. Từ từ, sẵn có mặt các vị huynh đại ở đây thì ta cũng nói luôn, hồi nãy quốc vương sói bé tí là ta ăn trộm con ngựa của ta trong thành New Bi, nên là ta rất muốn hận. Thù này phải cả. Nếu mà quốc vương sói bé tí đây chỉ cần trả con ngựa cho ta và đi về thì mọi chuyện sẽ không có gì hết. Nhưng quốc vương không dám nhận. Thứ nhất ấy, là quốc vương của một nước. Quốc vương Lavabo đi chơi lại mất cả ngựa. Thế thì làm sao mà binh lính có thể tin tưởng được? Bây giờ ngựa còn không giữ được thì làm sao giữ được nước? Thứ hai nữa ấy, cá nhân ta là một quốc vương, ta khẳng định luôn là ta không trộm của thằng nào cả. Thế thôi. Còn nếu như mà quốc vương Lavabo đã mất công sang bên này chơi đấy thì ta chào đón thôi. Ta chính mắt ta thấy. Nhưng mà chính mắt thấy à? Người không dám nhận thì thôi. Còn ta muốn qua nói là cái hang này là hang của chung, không có bất kỳ của ai cả. Báo cáo quốc vương Lavabo này, hang của chung hay của riêng ấy thì thời gian nó sẽ trả lời. Nhưng mà xin báo cáo lại với quốc vương Lavabo là hang nhiều cứt lắm, cẩn thận là dẫm vào đấy nhá. Ta chỉ nói thế thôi. Dẫm nát cục cứt. Vậy chắc bây giờ là thời gian nè. Phải là một lời đe dọa. À, tiếp theo nữa là mong quốc vương là cố gắng giữ cho mình thật tốt những con ngựa nhá, thì mới giữ được nước. Chứ ngựa mà không giữ được thì dễ mất nước lắm. Thế nhá, chào các tướng lĩnh nhá. Ta xin phép tránh đường cho ta cái. Anh em tiếp tục làm việc đi nhá. Chắn đường, chắn đường cho quốc vương. Mở vườn cho quốc vương. Đường đường là một hoàng đế, dám làm mà không dám nhận. Quốc vương ơi. Ơi. Thằng bú được con ngựa. À, tuyệt vời quá, đi thôi. Quên mất rồi, bọn nó bảo ta đi chợ thì tự nhiên bị cuốn vào câu chuyện. Ếch, đi chợ bên này. Ui, vị huynh đài, câu được nhiều cá không huynh đài? Tôi cũng có cá rồi. Hả? Huynh đài nói gì cơ? Câu được khá khá à? Câu được khá khá à? À đây nghe rồi. À, nếu như không phiền thì tí huynh đài sang thành bọn tôi chơi. Thành bọn tôi cũng nhiều cá lắm đấy. Huynh đài có bán câu cá, bên huynh đài có cần phải mua vé không? À không cần phải mua vé đâu. Huynh đài ở đây tí ta quay lại nhé. Quên mẹ mất. Đang đi chợ mà. Vệ binh ơi, cho hỏi mua cuộn giấy chùi đít ở đâu ấy nhỉ? Vào đây nhá. Gái này chảnh lắm không trả lời. Vệ binh ơi, cho hỏi mua cuộn giấy chùi đít ở đâu nhỉ? Vào đây. Chỗ này là chiến sĩ ơi. À, cảm ơn vệ binh nhá.
5 cuộn này. Bao nhiêu cờ lay nhỉ? Quên mẹ nữa rồi. 20 cờ lay ạ. Thấy Đức Vua triệu tập có muốn gia nhập với lại thành Zekela không? Anh đợi tôi tí. Tôi có thành rồi. Có thành rồi. Diệu Đài ơi, cái cửa hang ở chỗ thành Diệu Đài cũng có bán luôn á. À, cảm ơn vệ binh nhá. Ta thích mua ở đây cho nó rẻ. Ui giời, trông người ta thế này lại bảo là cướp à? Ôi, cướp nào ăn mặc trông sang trọng lịch sự như thế này xịt nước hoa thơm phức không? Chị sĩ thấy người nào đàng hoàng mà đeo đồ da chó sói? Ô kìa, đồ chó sói, đồ thời trang trông đẹp trai như này. Bên này cũng có bến câu cá, hợp lý này. Mẹ em giờ mới thấy cái thành xa thế nhở. Em gửi cờ Missimoy Minicot á, ơ kìa, có à. Quang đệ ơi, xuống xếp hộ. Ơi, đây đây huynh để vào cái hòm này cho đệ, để vào cái hòm này cho đệ. Ok. Ôi đấy. Ok huynh ơi. Uầy, chen mũi, chín mũi, đứng nãy giờ không thấy chán à? Không, mũi giữ hình của mình là trách nhiệm cao cả của mũi mà sao mà chán được. Ôi, tuyệt vời quá, thế ta đi tiếp đây. Sĩ đổi nghỉ giờ định đi làm cướp thật. Ồ kìa, ta ra xem tráng sĩ câu cá thế nào thôi. Tráng sĩ nghĩ là ta lại cướp. Tráng sĩ phải phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu chứ. Tôi nhìn từ trên xuống dưới, tráng sĩ không chỗ nào tốt hết. Rồi tôi đi đấy nha. Mẹ em, thằng này tên gì ấy nhở? Dình tí phải kiếm góc nó băm mẹ em chết nó mới được. Chào tráng sĩ nhá. Tôi chào tráng sĩ. Ờ. Ui, tráng sĩ trông người to thế nhỉ. Tráng sĩ cho hỏi là tráng sĩ có bán cái khiên ở đằng sau không? Cho tôi xin cái giá, tôi đang cần tìm cái khiên. Ờ, để tôi cho hơn nè. À, thế tuyệt vời quá. Hơn là đi. Ôi, cảm ơn tráng sĩ nhá. Ô thế tôi nhìn hình như là tráng sĩ mới từ quê lên nên mình chưa có thành nhỉ tráng sĩ?
À, tôi đúng rồi, tôi mua chiều quê này. Ôi thế à, thế thì có phiền không nếu như mà tôi mời tráng sĩ về thành bọn tôi chơi một tí, sau đấy là tráng sĩ uống cốc nước đi. Mẹ em đi chơi thôi ạ. Thằng nào vừa nói nhỉ? Ơi. Ơi. Cái đấy lừa đấy, đừng tin. Tiền không? Tôi để có 12.000, tôi để ép cho người xấu cho đúng mua nha. À cái gì cơ? Nhưng mà chắc sợ con tôi để ép con ngựa thai xấu cho đúng mua. Nhưng mà chắc thiếu vài ngàn thôi. Cái gì đúng mua hỗ trợ nha. À rồi rồi, ok, ta hiểu, ta hiểu. Là thiếu tiền gì? Vị sư huynh lên ngựa đi, về thành tôi tham quan một vòng. Nếu biết đâu thì tự nhiên phong cảnh hữu tình lại giữ con người ở lại thì lại tuyệt vời quá. Mày làm nô lệ đấy đúng. Mẹ mày, thằng nào cứ nói ở đâu ấy nhở. Mẹ mày, bố mày tìm được mày, bố băm mày ra băm nhuyễn mày luôn đấy. Đời từng trải, tin tôi đi. Đích đệ à? Đích đệ có thấy thằng ấy nó nói ở đâu không? Thật cũng không biết nữa lãnh chúa. Mẹ như vong. Đi đâu huynh đài ơi, mình vừa đi vừa nói chuyện. Ê, mình vừa đi vừa làm quen nhau tí nhỉ. Ê, chả hay huynh đài là xuất thân từ đâu, kiếm được bao nhiêu tiền rồi? À nhầm, quên, đang làm nghề gì nhỉ? Tôi mở dữ quê lên Sơn ạ. Tôi đang đi vừa làm Grabman vừa làm farmer ấy. Vừa làm Grabman lại còn vừa làm farmer à? À vâng. Đây là cả hai huynh. Con trường bị dụ đi làm cướp đấy chết sĩ ơi. Ô kìa, sao lại dụ đi làm cướp? Ê, từ từ. Đây, tiện đây, lùi đây, đây. Thôi thì nãy giờ ta giả nghèo giả khổ thôi. Ta xin nói thật với cả hai huynh đài, ta là quốc vương của thành Zekela. Các huynh đài có muốn về quốc vương Zekela cùng ta xây dựng một mái ấm không? Vương gì mà nghèo thế này? Ô kìa, nghèo hay không thì mới cần những cánh tay để cùng nhau giúp đỡ, thì cùng nhau giàu lên chứ, giàu một mình chán lắm. Bây giờ nhá, đừng câu cá ở đây nữa, câu cá ở đây nhiều cướp lắm. Về cửa thành Zekela của chúng ta, ở đấy có luôn một bãi cá, ngồi đấy câu, lại còn có đâu đấy khoảng 7 đến 8 người câu chung, nói chuyện với nhau, làm quen với nhau, cả đêm không bị chán, thế nó có phải hợp lý không? Hả Mochi? Cướp là gì thôi, hôm qua tôi một mình đóng chống lại hai lần một. Bọn cướp đấy là gì? Đấy là chống lại bọn cướp. Còn ta là quốc vương của một nước, nó khác. Đi, cách. Tôi nói là về thành đấy là đi làm cu ly đúng không? Đồn vớ vẩn, nó lại về làm cu ly. Thôi, thế nếu các trang sĩ không thích thì thôi. Ta đi thôi, trang sĩ Winter ơi. Thế chỉ có... Thế quốc trường có cái khuyến mãi gì để mà người nạp anh ạ? Người tham gia không? Sao lại khuyến mãi là người tham gia? Mình vào đấy là mình chúc một mái nhà, mình cùng nhau nói chuyện, ngủ với nhau không nhầm, ăn uống với nhau hàng ngày. Mình làm quen, mình nói chuyện, mình sống với nhau hạnh phúc, mình cùng nhau xây dựng một quốc vương hùng mạnh. Thế nhiên lại về lại còn ưu đãi, khuyến mãi. Vương này nói chuyện hoang mắc quá, nghe có vẻ như giỏi lấy lòng người. Thôi, tôi theo. Thế? Nhưng mà quốc vương phải cho phải ưu đãi. Đấy, về làm cu ly đó. Thằng kia là bên thành kia à, thành vàng cứt. À rồi, thôi mình đi thôi Winter ơi. Đi. Ui, các tráng sĩ đợi ta một tí nhá. Hey, tráng sĩ xin dừng bước. Trông tráng sĩ lang thang cơ nhỡ, hình như là chưa có mái nhà hay sao ấy. Tráng sĩ có muốn cùng ta hả? Cái gì cơ hả?
nhà thì tráng sĩ rồi. À có nhà rồi, ơ có nhà rồi, thôi, đi thôi. Ăn ngủ có chưa có tráng sĩ rồi, ngon rồi. À chưa có à? À chưa có thì đi đi, cùng ta về Zekela rồi chúng ta nói chuyện. Tráng sĩ á, có cu li ở đây. Một ngày tráng sĩ làm mấy tiếng? Có cơm rượu gì không? Đầy đủ luôn. Nho nhất ăn. Ôi giời ơi. Tôi thấy cái tráng sĩ nghèo lắm. Tôi nghe giọng nghèo đây này, có đồ bọn tôi không thèm nhặt. Tráng sĩ biết trong đấy là gì không? Trong đấy là 5 cục vàng ấy, bọn tôi không thèm nhặt. À, đi trước rồi. Đây đằng trước đây. Đeo khiên vào khi trông đỡ phèn rồi. Ấy. Trông đỡ rẻ rách hơn hẳn. Thể người câu cá. Đấy Huỳnh Đài ơi đừng câu cá đấy, câu cá đấy hay bị cướp lắm. Đây này. Huỳnh Đài ra đây này, ra đây tôi chỉ cho. Qua tôi cũng gặp nguyên một đám. Ai, tráng sĩ thấy không? Tráng sĩ hãy hướng ánh mắt của mình ra đằng trước. Có nhìn thấy một chiếc cầu nhỏ xinh xinh giữa cái hồ xanh biếc kia không? Bình thường giới thiệu với tráng sĩ là có khoảng 17 đến 18 người trong thành Zekela của chúng ta cùng nhau ra câu, cùng nhau nói chuyện, sau đây nướng cá ăn để gia tăng tình cảm. Tuy nhiên là giờ hơi muộn rồi nên là các tráng sĩ khác đi ngủ rồi, chỉ còn đúng một thanh niên vẫn đang ngồi câu một cách miệt mài kìa. Thế thì nếu như tráng sĩ ra đấy ngồi câu thì có phải là nó vui hơn không? Đêm nó sẽ đỡ buồn hơn không? Tráng sĩ nghĩ đi. Mà ở đây nhá, nếu như mà tráng sĩ mà gặp cướp nhá, tráng sĩ chỉ cần nói lên mật khẩu của thành Zekela chúng ta, cứu tôi mới. Thế là tất cả thành sẽ cùng tráng sĩ ra đập te tua bọn cướp luôn. Thế có phải an toàn hơn không? Thôi, nói thế đủ rồi, chúng ta quay vào thành đi các tráng sĩ. Tôi nói còn phải khoe chứ, hôm qua tôi lại đánh đuổi được bọn cướp tận 2 lần. Thế, vô lý, sao một mình tráng sĩ đánh đuổi được bọn cướp 2 lần? Ôi giời ơi, bọn cướp đó tôi dùng não chứ. Tôi dùng não. À, thế ý của tráng sĩ là bọn ấy ngu hơn tráng sĩ đúng không? Nên là tráng sĩ lừa được bọn nó. Không. Không có cương, đừng nói thế, không nó đánh tôi. À, giới thiệu với hai tráng sĩ nha, đây là trại ngựa của chúng ta này. Đây, mình đi vào trong đi. Thành phát triển quá nhỉ. Tráng sĩ để tạm ngựa ở đây, đi vào trong này. Vào làm chai rượu đã. Tôi phải có 20 cục vàng, lát còn mất thì sao chứ. 20 cục vàng á? Hồi nãy quốc vương kêu 5 cục vàng dưới đất, quốc vương không nhặt mà bây giờ không mất được, yên tâm. Đây, giới thiệu với hai tráng sĩ, đây là sảnh chính của thành Zekela chúng ta. Thì tất cả những gì tốt đẹp nhất của thành Zekela nãy giờ là ta kể rồi đấy. Bây giờ câu hỏi là các tráng sĩ có muốn gia nhập thành Zekela để sắp tới chúng ta cùng nhau xây dựng một vương quốc hùng hùng mạnh để đánh nhau với các vương quốc khác hay không? Đấy là lựa chọn của các tráng sĩ. Thưa tráng sĩ, tôi có một câu hỏi. À không, cứ gọi ta là tráng sĩ. Đây là anh em với nhau cả, không có gì về quốc vương cả. Tráng sĩ nói đi. Nếu mình gia nhập mình phải đóng phí không, quốc vương? Cái chuyện đóng phí là cái chuyện xây dựng vương quốc. Nếu như mà tất cả mọi người, kể cả 100 người vào chung một vương quốc mà không ai đóng một đồng nào cả, thì sớm muộn gì vương quốc ấy cũng tàn mà thôi. Tráng sĩ thấy nói có thấy đúng không? Ý tôi là tôi muốn muốn biết tiêu chí tuyển dụng của bên thành của mình. Tôi không muốn là mình tuyển những người mà không tận tâm cho thành. Chứ sự hiểu ý tôi không? Tráng sĩ ạ, cái giai đoạn đầu tiên ấy, thì chúng ta cùng nhau xây dựng nên là chúng ta vẫn cứ tuyển vào, sau đấy làm quen với nhau xong đã. Rồi những người không muốn ở lại thành người ta sẽ tự đi mà thôi. Dù có tiền, dù có đồ, ấy, dù có níu như thế nào mà người ta muốn đi thì người ta cũng sẽ đi mà thôi. Nên tráng sĩ yên tâm. Tôi là một người chọn mặt gửi vàng rất chuẩn. Tôi nhìn một phát thôi là tôi biết rồi. Tráng sĩ, gương mặt đẹp trai,
hãi ra tiền. Cơ thể cường tráng như thế này, tráng sĩ chỉ có thể về Zekela thôi, về thành khác là chết ấy, phí đó. Tráng sĩ có câu hỏi nào khác không? Thôi, tráng sĩ đã tiếp tục được tôi rồi. À, thì đây, mời các tráng sĩ vào đây. Đấy, các tráng sĩ có thể chọn cho mình một role ở trong này. Quốc vương là tôi không có gì ngoài tiền, nên là tôi xin quyên góp cho cái thần mình 100,000. À, mới đầu. Tráng sĩ ạ. À, tráng sĩ cứ chọn role đi, xong rồi tôi ra sẽ giới thiệu cho các tráng sĩ thủ quỹ của ấy. Chết thì đừng đưa cho tôi. Đừng đưa cho tôi. Tráng sĩ nhặt lại đi. Xong rồi tí nữa ra tôi sẽ hướng dẫn tráng sĩ đâu là thủ quỹ. Không. Tôi không cầm tiền của mọi người. Không sao, để đó không được. Tôi 100,000 dưới tôi nó không là gì cả. Ui. Cứ để dưới đi. Tráng sĩ à, cứ nhặt lên đi, tí thả xuống một lần nữa cũng được, không sao cả. Nhưng tráng sĩ có thể cho tôi hỏi cái là tráng sĩ có bao nhiêu tiền được không? Tráng sĩ nhặt lên xong tráng sĩ sâu lại cho tôi xem mà túi tiền của tráng sĩ có bao nhiêu tiền nào. Để tôi wow, tôi bất ngờ phát. À, thì từ từ. À là 103,000. À tôi hiểu. Nhưng mà từ từ, tráng sĩ. Ừ, tráng sĩ cứ chọn cho mình một cái role đã. Rồi, mình đi xuống đây đi các tráng sĩ. Kéo được mà. Đây, các tráng sĩ thấy không? Trong này là... Hả? Không biết. Đấy, xe đấy. Đâu đấy? Sao còn cá không vậy? Hồi nãy tôi phải 20 cục vàng đấy với quốc chiêu. Nè, tráng sĩ nói thế. Chả ai để 20 cục vàng vào trong xe cả. Tráng sĩ lại lừa tôi nhá. Tôi đã nói rồi, tôi không có gì ngoài tiền. Nên là vàng tôi vứt đâu thì tôi vứt đấy thôi. Người chơi cũng toàn vàng cả. Có cần không tôi rặn ra. Không phải dặn ra thì nó làm gì, chết. Dặn ra thì ai chả dặn ra được. À đây, từ từ ra đây, đây tôi giới thiệu. Giới thiệu với cả các tráng sĩ là bên kia là các huynh đệ của thành Zekela. Chúng ta là đang gấp rút xây dựng mấy cái nhà gọi là nhà giáp với cả là nhà gì đấy, tôi cũng không rõ lắm. Còn ra đây, đấy, cô gái xinh đẹp đang nhảy múa đằng kia kìa. Đấy. Nếu như mà có cần đóng góp gì nhá thì huynh đài ra đấy, đóng góp cho cô gái đấy. Đấy, cũng là đóng góp cho thành luôn. Đấy là thủ quỹ của thành chúng ta đấy. Để tôi ra tôi đóng góp. À ừ. Đấy. Ơ sao mất mẹ đâu hai con ngựa rồi nhỉ. Ô thế nhà này là nhà gì? Không, nó phải chế ra ingot, đừng để sắt, đừng để sắt thô, chế ra ingot. Ôi nhưng mà ingot vừa trong cái xe này ai đổi ra hết rồi. Ai vừa đây bán hết rồi. Các lệ phải nhớ nhắc rằng những người Grab bán đồ là phải chia để lại tiền cho chia mang lại tiền cho ta nha, không lại bán đồ bỏ hết vào túi cá nhân thì thôi toang. Tình hình là trong ngày hôm nay lên được thành 2 không ạ, Quác đệ? Hả? Ôi, không được. Mình chỉ xây được hết các loại ấy thôi. Những cái loại nhà mà mình cần thôi. Sửa gỗ này, lò rèn này. Sao lâu thế nhỉ? Chuồng ngựa này. Ôi, như này là mình đang nhanh rồi đấy. Như này là từ nãy giờ là hai cái này đã mất 1 triệu tiền rồi. Là mình đã có 1 triệu ở đấy, Vinh biết không? Bây giờ là mình chuẩn bị có cái thứ ba là 1,5 triệu rồi đấy. Mục tiêu là trong hôm nay là có 4 cái là đủ, 4 cái là 2 triệu. Xong tiếp theo bắt đầu mới nâng mấy cái đấy lên thành 2.
thì lại tiếp tục nâng lên mỗi cái hình như là 2 triệu nữa thì phải. Ui. Oh shit. Vỡ mồm con chó sồm đấy. 2,5 chứ. Ở mỗi cái là 2,5. Ví dụ bây giờ nâng cái lò rèn 2 này lên thì cần 5 cái búc. Huynh ạ. Ờ, 5 cái búc. Lên lên cấp 3 là cần cũng 5 cái búc nữa đúng không nhỉ? Đúng đúng. À, 10 cái scroll thì là 1 triệu rồi, 5 cái búc thì như là 500 nữa à? À. Thế thì là à ta xin lỗi. Thế thì là bao nhiêu? Thế thì hình như 1,5 triệu thôi à? 5 búc với lại 10 scroll huynh tính xem là bao tiền? Huynh nhớ giá không? Một cái book hình như là cũng 100.000 hay sao nhỉ, giá đơn nhỉ? Đúng, một book là 100.000 em chỉ, ta chỉ không biết 5 cái book là bao nhiêu tiền, một cái book bao nhiêu thôi. Chú ơi, book 500.000 một cuốn hả anh chú ơi? Fuck. Ui. Thế là 3 triệu mới lên được. Tier 2. Tier 2 á? Tức là lên, à, lên được lò rèn 2, tier 3. Quan à, nguyên liệu hiện tại đang có bị thiếu cái gì nữa không? Hay là đang đang gọi là trong tầm kiểm soát? Đang tạm ổn đấy, mình đang đang tạm ổn đấy. Bây giờ đang thiếu tiền thôi. Xe ngoài cùng này là xe sắt đấy. Quân xem cất ở đâu thì cất tiền nhé. Đây đây đây, để ta phi shop để ta lấy tiền, đang cần tiền, đang cần tiền. Chiến sĩ cho hỏi bán cá ra đâu? Dưới này chiến sĩ để ta nhắc. Mọi người có tiền mọi người đóng góp đi nhá. Anh em Grab ơi, có tiền mang đây đóng góp tôi đi nhá, để xem đủ chưa nè. Cho tôi hỏi gì nè. Ủa cái này là giống như cũ hay là nó tăng lên ta? Trời ơi, ta là tướng, thành này sẽ với nô lệ hôm nay à. Chúng tôi là bạn, chúng ta là huynh đệ với nhau. Tôi đâu có biết, tôi thấy tài tướng mặt trắng không còn tôi lại tôi mấy ba mờ này. Như cũ à? Uầy, có bìu nhờ. Mà trước đéo hiểu sao anh em cày kiểu đéo gì nhờ. Ảo thật đấy. Chỉ bán inbox, ta chỉ bán inbox thôi, các đệ chế đi inbox đi. Các đệ chế lên cái gì nữa, các đệ chế lên steel à? Không, để chế lên chế đồ bán luôn. Thế bây giờ chỉ chế được cái xe này cho ta đi lấy đang chế ingot để bán, các đệ chế vũ khí để bán cũng được. Thì bây giờ các đệ chế tiếp thành ingot đi, xong rồi chế vũ khí đi. Đó được rồi. Chịu. Ôi, thấy hơi căng rồi đấy. Chết người. Thôi, mình đổi thành đi farm để farm giúp anh em chứ còn. Quang đệ, đội kia vừa đi gì đấy, đi gõ quặng à? Đệ cũng không rõ nữa, hình như là đi farm gỗ hay là quặng gì đấy. Nói chung là cả hai loại đấy, Vinh đi đâu đấy? Đây, đang định đi farm cùng nhưng mà bây giờ thiếu một cái nhà gỗ à? Nhà gỗ chưa làm xong đúng không? Làm xong nhà gỗ chưa? Gỗ xong rồi. Thế ngoài này nó là nhà gì?
Nhà rèn, đấy là nhà bếp Huy ạ. À ừ nhỉ, đúng rồi, nhà bếp nữa. Còn tiếp theo nữa là Huy có biết ở, ở cái làng ở, bây giờ đi ra cổng xong đi phải, cái làng mà ngay trước chỗ cầu đi vào làng nhà mình rồi, không? Rồi, đúng rồi. Đấy, chỗ đấy là cái nhà để làm vải với lại làm lúa, à làm bột mì. Thì hai cái nhà đấy thì trước sau gì cũng vẫn phải xây. Mặc dù nó là ở bên ngoài. Ừ, đúng. Nhưng mà đấy là gần nhất cho mình rồi. Ê thôi, ta đi farm tiếp. Ta đi farm tiếp đã. Thì Huynh cứ đi đi. Ôi trời ơi. Gian nan phết đấy. Ủa ông cái câu trì vãi. Ê. Ê, chắc sẽ revive rồi cày thì lại quay lại bãi đầm lầy cày là nhanh nhất à? Cày tiền quay lại đấy là nhanh nhất rồi. Khó đấy, chỗ đấy bây giờ nhiều người cày phết đấy. Có suy nghĩ lại chưa? Bay là xin lỗi ta, bây giờ là tôi lỡ hứa với một lãnh chúa khác rồi ạ. À. Thế thì nhà ngươi đừng hứa, giang hồ trọng chữ nghĩa, nói được không làm được. Ta khinh. Tôi nói là tôi sẽ cân nhắc mà lãnh chúa. Không, hồi sáng nhà ngươi nói khác. Hồi lúc một giờ thì nhưng mà hồi lúc một giờ thì tôi không qua được thiệt. Tại vì tôi ở bên ngoài, tôi mới tăng ca về thôi ạ. À. Tôi mới vô. Thôi được. Mới gặp anh chú ngon rồi à. Coi như chúng ta có duyên không nợ. Vâng. Cáo từ. Xin chào anh chú nhá. Cáo từ. À. Là vua của một nước đi ép người đang câu cá phải quỳ xuống để nói chuyện với mình. À đâu. Thần đó là bệ hạ. Đây là anh em kết nghĩa với tôi trước khi tôi lên làm vua. Bây giờ gặp lại trao hỏi tí. Thế thì bây giờ gặp lại có vẻ là đẳng cấp chênh lệch nhỉ? Người câu cá, người làm vua, người đứng trên ngựa, người phải quỳ xuống. Cũng là khác nhau đấy. Đối với chúng tôi thì đẳng cấp, giai cấp thì nó không quan trọng. Vẫn là tình nghĩa anh em tụi tôi, thưa vị vua đài. À. Đợi. Tôi kính vị đó là vua nên tôi quỳ xuống thôi à. Ừ, rồi. Đợi. Người ta tự quyền đó. Thế, à, so với tí à? Ờ, thế thì cũng không hẳn là phải là anh em rồi, anh em này xã giao rồi. Vàng đây này các bạn. Vàng đây này. Nhưng mà đéo biết lấy kiểu gì. Đấy bình thường mấy ba cục vàng này nó sẽ support ở ngay cái chỗ dưới đỉnh hồ này. Lúc thì nó ra một cục, lúc còn ra hai cục. Lúc chiều tôi qua tôi thấy một cục đấy, tôi vào tôi đập được đúng cục vàng. Bây giờ lấy thì không được. Chỗ đấy nó chỉ là tượng trưng thôi. Là chỗ này có vàng đấy chúng mày ơi.
Phía sau Zekala có một cái mỏ có vàng. Mỏ nào ấy nhỉ? À đây. Cái mỏ này còn có 3 cục clay nữa. Để biết có ai biết hay không. 3 cục này mà đập lại có tiền đây này. Đéo ai chịu farm này. Ê, có phải béo không? Tuyệt vời quá. Các đệ ơi, Clay với cả là Iron thì bán đi à hay là vứt ở đâu nhỉ? Cứ vứt vào trong cái xe này đi Huynh ơi. Ui các đệ ơi, các đệ mà để hết đồ ở xe này mà không bán đi á, tí nữa chuyển động đất một phát thôi là mất hết đấy. Đây, bọn đệ đang giải quyết đây. Giải quyết dần đi. Đại tướng đôn báo cáo luôn đi, vấn đề luôn đi. Đức vua nói đây luôn hả hay nói trên kia? Nói đây được, không sao. Sao đấy, Gia Đôn? Thưa Đức Vua, thì trong quá trình chúng tôi đi đào quặng thì chúng tôi bị làm khó dễ bởi lực lượng của lãnh chúa Lavabo. À. Thì bên bển đông và hung hãn làm khó dễ chúng tôi, thì chúng tôi xin hướng giải quyết từ Đức Vua. Đấy, xem trong xe đi. Quân quang cho tiền cái. Em cũng thấy là bên họ cái hang quặng gần nhà mình, nhưng mà như của nhà người ta ấy phải 20 người trong đấy. Cứ ra cục quặng nào là người ta đào. Không, cứ đói. Okay. Bên đấy theo như ta thấy thì toàn tướng, như ít người đi kiếm tiền lắm. Không như bên mình, thì nếu như mà người ta thích thì cứ cho người ta cái bãi đấy, xong rồi mình ra cái bãi đằng sau lưng nhà mình còn một cái bãi nữa mà. Cả lúa, cả flash, cả quặng luôn. Đằng sau cái thành nhà mình có một bãi to lắm. Ý lệnh chúa là chúng ta sẽ lùi một bước tiến hai bước đúng không? Đúng rồi. Kệ. Bên đấy theo như ta quan sát lúc nãy thì toàn tướng thôi, chứ không có ai đi farm tiền cả. Ta chạy sang bãi quặng của bên nhà người ta thì có đúng một ông chạy lên quanh chả ai chịu đi farm cả. Cho nên là yên tâm. Thời điểm bây giờ nếu như mà mọi người cố tập trung và áp nhà lên nhanh thì chúng ta có quân lên sớm, thì lúc đến lúc đấy thì người ta thành đồ cổ rồi, còn mình thì lúc ấy thoải mái mà đánh nhau. Nhưng mà lãnh chúa ơi, cái khu mà người ta đang chiếm của mình nó có vàng lãnh chúa ạ. Ui, có vàng à? Đúng rồi. Có một tiếng nó spawn một lần. Chúng ta cũng phải có một cái chính sách gì đó đưa ra mà nó hài hòa nhất, mà 50-50 một chút. Một tiếng spawn một lần, nếu như mình gài một người đứng ở đấy, cục vàng hiện ra xong rồi nhảy vào mà gõ thì người ta cũng chả làm được gì cả, người ta đi xa hơn mình mà. Có tướng quân Ngao đứng đợi đấy nãy giờ. À thì đấy, không sao đâu, thực ra tại vì bên đấy thì nhiều, thứ nhất là nhiều tướng hơn, thứ hai là bên đấy ỉ là có sẵn kiếm với cả khiên rồi, cho nên là bên đấy chơi theo kiểu là muốn đè trước từ đầu. Nhưng mà theo ta ấy, thì nên nhịn một tí đi. Xong rồi sau này chúng ta lên cấp 2 sớm hơn thì luôn đồ chúng ta mạnh hơn thì luôn chúng ta đè lại họ, chả làm sao cả. Cái mà ta muốn ấy là bây giờ chúng ta mạnh trước, chúng ta có đồ trước, sau đấy là chúng ta sang ép bên đấy để lấy tiền hàng ngày, nếu không chúng ta đánh thành. Thế là hợp lý nhất. Thì lúc ấy về cái lợi về sau chúng ta sẽ lợi hơn. Nhưng mà các đệ thấy có hợp lý không? Đúng rồi. Cô Vương nói thì phải nghe. Phải mạnh thì mới bắt nạ thì mới làm việc được. Thôi, cứ kệ bên đấy, anh em cứ tập trung vào farm đi. Nãy giờ tao cũng đi farm mà. À quên mất Clay với cả Iron vứt vào đâu nhỉ? Các đệ không giải quyết hết mấy cái xe đi. Tí nữa mà động đất là mất hết đấy. Đây vứt vào trong mấy cái hòm này Vinh ơi. Mấy cái hòm dưới này. Sư huynh ơi, chế ta một cái cuốc được không? Có ai chế được một cái cuốc với? Đây bột, bên này. Thì chúng ta là nông dân hết. Đứng nào? Chúng nó đánh tận nhà, phải nhịn tay chưa? Ờ, ta hiểu cảm giác này lắm. nó tranh từng cục bạc một. Mấy huynh đệ làm nha, ta đuối rồi, ta gãy trước đây, mai ta dậy sớm ta làm. Một
ok, là đôn ngủ sớm ấy. Ủa, cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Sticker. À. Nho. Một là để ăn, hai là để bán. Ta quyết định là ăn. Mỗi cái thôi. Grab ơi, xem mấy con xe này xem là còn đồ gì nữa không này. Có một xe full đồ đấy, Quang Đệ ơi, đấy, xe đấy đấy. Đây, cá, là cá. Tôi vừa bị lãnh chúa bô cướp bãi, cay vãi. Ôi, mấy cái đồ ăn này... Mấy cái đồ ăn này mọi người mang ra hòm đồ ăn ở ngoài này đi, ở ngoài cái chỗ này chưa xây này này. Đừng vứt vào trong hòm gỗ nữa. À, trước dương tiền, ừ đúng. Dương thuế. Đó là dương nào nhỉ? Dương này. Money chest à? Được có 4.800. Chính ra là cờ đẹp đấy chứ các bạn. Cờ đẹp luôn đấy chứ. Phải chiếm lại, không bên kia va dữ lắm. Ôi bạn ơi. Sui. Ơi. Huynh thành thạo đường, Huynh lại đi chợ mua cho đệ 5 cái... 555 cái scroll nhá. Ok. Tiền. 5 scroll thôi đúng không? Vâng, 5 scroll là đủ. Huynh đi về sớm nhá. Đấy, về luôn nhá. Chào lãnh chúa. Xong rồi một đống sắt này đéo đào này. Nó tranh nhau mấy cục vàng.
Tại sao giữa cảnh thiên nhiên hữu tình lại có một cô gái ngồi câu cá ở đây nhỉ? À hình như không phải, đây là ma hay sao ấy? Mặt giống ma thế. Tại sao giữa cảnh thiên nhiên hữu tình nhỉ lại có một hồn ma câu cá ở đây nhỉ? Ma đéo gì không biết nói. Sao đây? Muội ở quê muội còn vào câu cá. Thế thì muội câu tiếp đi nhá. Thế muội câu tiếp đi nhá. Đây Quang đệ. Mình bỏ vào trong cái hòm. Dạ. Hòm nào bỏ hòm nào? Đây cái hòm này. Này, cái câu chuyện để áp thành lên cấp 3 nhanh chỉ là tiền thôi đúng không? Đúng. À Quang đệ. Bình thường một tiếng câu cá được bao nhiêu tiền? Ui. Được có một tiếng nếu mà cá chín thì được khoảng 30.000, còn cá sống được khoảng 20.000. Thế thì cũng hơi nghèo nhỉ. Đừng có buồn ngủ lắm anh ơi. Ra đơn giản bây giờ cách kiếm tiền ấy, nhanh nhất là bây giờ mình đang kiếm thì là nhanh rồi. Cứ đi farm về xong đội ở nhà chế đồ xong rồi bán và shop. Thứ nhất là mình vừa có đồ để mình xài, thứ hai mình vừa có tiền. Ừ, cũng hợp lý nhỉ. Thế là nhanh nhất rồi, mình chả có cách nào khác. Ừ. Thế xong kiếp trước mình farm nhanh thế nhỉ Quang đệ nhỉ? À, kiếp này đội ngũ anh em admin cũng muốn là anh em chơi chậm chậm chiêu chiêu cho nên là làm nó farm nó chậm lại. Ví dụ là trước một cục thì mình được tầm 7-8, bây giờ một cục chỉ được có 2-3, 3-4. Dạ mẹ là quần luôn. Đấy thì huynh họp đi. Rồi chắc là mai nghỉ mẹ hết quá. À chiên muội cầm cho ta ít tiền với. Chị muội đang cầm trên người bao nhiêu tiền rồi? Muội vừa đưa tiền cho chú một người quen đi, mình còn được tầm 110.000. À ừ, ok nhá. Thôi nghỉ thôi, giả giờ thay đã. Thì farm tiếp vậy. Farm ỉa mẹ ra quần luôn. Tụt mẹ cả giái. Thank you.
mẹ thằng nào để cái xe đeo bát ngựa luôn lại dỗi thực sự. Huh?